Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 211. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Khi ông lão về đến Tiên Bảo Các, hai người Phu Ách và Tiêu Lan liền thở phào một hơi, lúc trước bọn họ không đi theo là bởi vì Diệp Huyên bảo bọn họ đóng giữ Tiên Bảo Thành. Trong thời gian này, bọn họ đứng ngồi không yên, cũng may, Diệp Huyên đã còn sống trở lại. Diệp Huyên nhìn hai người một cái, cười nói, không sao nữa rồi. Nhưng bọn họ đoán chừng sẽ còn đến nữa. Nói đến đây, hắn cũng bất đắc dĩ. Đây là đánh trẻ thì già tới. Nhưng cũng tốt, bởi vì như vậy khiến hắn có được thời gian phát triển. Hiện tại hắn chính là thiếu thời gian. Một lát sau, Diệp Huyên vào trong tinh không tu luyện, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn phải đạt tới thượng cổ thần cảnh. Lần này, hắn muốn thực lực của mình theo kịp cường độ của kẻ địch, vì sao trước kia luôn bị chịu đòn hiểm. Chính là bởi vì thực lực không theo kịp sự biến hóa kẻ địch, hắn không thể để loại chuyện này phát sinh lần nữa. Những ngày bị chịu đòn hiểm sẽ một đi không về. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là nhẫn chứa đồ của cửu thiếu gia kia. Trong nhẫn chứa đồ có ước chừng khoảng 50 triệu trụ mạch, ngoài ra, còn có một ít thần vật, nhưng mà thần vật lợi hại nhất vẫn là quạt ngự thần và hắc hỏa hỗn độn kia. Những thần vật còn lại, tuy hắn không dùng đến, nhưng có thể đem đến thư viện Quan Huyên, có thể nâng cao thực lực tổng thể của thư viện Quan Huyên. Hắn vốn là có 60 triệu trụ mạch, cộng thêm 1 tỷ 200 triệu của tần quan và 50 triệu này, tổng cộng là 1 tỷ 310 triệu, nhưng mà lúc trước khi tu luyện kiếm kỹ, hắn đã tiêu hết 100 triệu trụ mạch. 100 triệu. Nghĩ vậy, Diệp Huyên cảm thấy hơi đau ruột. Môn kiếm kỹ tra cho hắn này, mạnh thì mạnh, chỉ là quá tốn tiền. Nhưng không có cách nào khác, có tốn tiền, hắn cũng phải tu luyện đến tận cùng. Dù sao, đây xem như là con bài chưa lật mạnh nhất hiện tại của hắn. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn quạt giấy trong tay, không thể không nói, cây quạt này quả thật là mạnh, có thể dùng để ra vẻ, thời điểm cần thiết có thể tặng cho các em gái. Diệp Huyên thu hồi quạt giấy, sau đó mở lòng bàn tay ra, hai ngọn lửa xuất hiện ở trong tay hắn. Sau khi hai ngọn lửa này bị chiến giáp cắn nuốt, Diệp Huyên cũng không để cho chiến giáp hủy diệt chúng, mà đã thu phục chúng nó, hiện tại hai ngọn lửa này đã thuộc về hắn sử dụng. Không thể không nói, lửa này cũng rất khủng bố. Nếu không có chiến giáp, hắn cũng không dám tới gần thứ này, lực lượng bình thường căn bản không thể ngăn cản hắc hỏa hỗn độn. Gặt hái tốt đẹp. Diệp Huyên cười hắc hắc, sau đó thu lại hắc hỏa hỗn độn, tiếp đó, hắn thúc giục bút đại đạo, dưới sự trợ giúp của bút đại đạo, hắn đi thẳng lên thượng cổ thần cảnh. Sau khi cảnh giới tăng lên đến thượng cổ thần cảnh, hơi thở xung quanh Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, hắn mở hai tay ra, một hơi thở khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, khắp ngân hà bắt đầu sục sôi. Diệp Huyên mở hai mắt, trong mắt trận đầy vẻ hưng phấn. Sức mạnh. Sau khi đạt đến thượng cổ thần cảnh, hắn cảm giác lực lượng của mình được tăng lên đến mấy lần, không thể không nói, loại tăng trưởng này làm cho người ta rất say mê. Đương nhiên, hắn sẽ không mụ mị. Bởi vì hiện tại hắn chỉ là nhờ sự giúp đỡ của bút đại đạo có được loại lực lượng này. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu cảm nhận thượng cổ thần cảnh vô cùng huyền ảo này một cách tỉ mỉ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên hơi nhăn mày. Tín ngưỡng chi lực. Hắn phát hiện, cái gọi là thượng cổ thần cảnh này, điểm nòng cốt của nó thế nhưng là tín ngưỡng chi lực. Chấm 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 chấm. Thượng cổ thần cảnh. Tức là chỉ thần vị, có được thần vị thì sau đó sẽ có được tín ngưỡng chi lực. Mà tín ngưỡng chi lực này chia thành rất nhiều loại, có tín ngưỡng chi lực của người khác cũng có tín ngưỡng chi lực của bản thân, cũng tức là tự mình tín ngưỡng mình. Phần lớn cao thủ đều đi theo con đường này, tự mình tín ngưỡng mình, cũng tức là cái được gọi là tự phong thần. Có thể nói loại thượng cổ thần cảnh này là yếu nhất, hoặc nói cách khác, thượng cổ thần loại này hoàn toàn là tự biên tự diễn tự phong, vốn dĩ không thể nào được gọi là thần. Sở dĩ trước đây cửu thiếu gia mạnh, ngoài việc bản thân gã có rất nhiều thần vật ra thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là gã có tín ngưỡng chi lực. Vì gã là cửu thiếu gia,
có thế giới và lãnh thổ của riêng mình nên có được tín ngưỡng chi lực không bao giờ cạn. Vì vậy, gã mạnh hơn rất nhiều so với những cao thủ thượng cổ thần bình thường khác. Có điều, loại tín ngưỡng chi lực đó không thuần. Hơn nữa, số lượng người cũng không nhiều. Rất nhiều cao thủ thượng cổ thần cảnh không coi trọng điểm này, vì quá khó để có được tín ngưỡng chi lực thuần khiết. Nói theo cách của Tần Quan, thần hiện nay đều là giả, là ngụy tạo, không được phong vị một cách chân chính. Đối với thượng cổ thần cảnh, Tần Quan có giới thiệu chi tiết trong quyển Bộ Luật Thần Đạo, thần không phải là tự phong mà là do chúng sinh phong tặng. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi thì ngươi sẽ là thần thật sự, thần mà có được tín ngưỡng chi lực thuần khiết mới là thần chân chính. Trong mắt Diệp Huyên bỗng thu lại. Vì hắn nhớ ra một chuyện, có bao nhiêu người tín ngưỡng Tần Quan. Phải biết rằng, tiên bảo các có mặt ở khắp vạn giới, mà sự tôn sùng của những người này đối với Tần Quan gần như là đến mức điên cuồng, vì Tần Quan thay đổi vận mệnh của tất cả bọn họ, hơn nữa, Tần Quan còn có thư viện Hoa Hạ. Nghĩ kỹ thì thấy thật đáng sợ. Trước đây, Tần Quan luôn nói nàng ta không tu luyện, chắc không phải ý nàng ta muốn nói là nàng ta không cần tu luyện, có người khác giúp nàng ta tu luyện đấy chứ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì khóe miệng giật nhẹ, vì hắn phát hiện, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Phú bà này giữ dằn thật đấy. Diệp Huyên thở dài. Hắn phát hiện, càng tiếp xúc với Tần Quan, hắn càng cảm thấy người phụ nữ này đáng sợ. Người phụ nữ này giúp hắn nhận ra nhiều lúc, tiền thật sự là vạn năng. Không biết bây giờ người phụ nữ này đang ở đâu nữa, tông tộc sắp diệt tiên bảo các của nàng ta rồi mà người này còn không chịu xuất hiện, để mình phải đối mặt một mình. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, không biết có phải người phụ nữ này cố ý không nữa. Ây! Diệp Huyên thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc, không nghĩ về Tần Quan thêm nữa, hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận thượng cổ thần cảnh. Quanh thân hắn dần xuất hiện vô số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian. Lúc này Diệp Huyên mới phát hiện những kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian này của hắn đều được tổng hợp từ tín ngưỡng chi lực. Sở dĩ kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của hắn càng lúc càng mạnh là vì có rất nhiều người không ngừng tin tưởng và ngưỡng mộ hắn. Hắn biết nhất định là do thư viện, đương nhiên không chỉ đơn giản là thư viện của Tần Quan, phải biết rằng Thanh Khâu đã đến địa giới Thanh Châu, phát triển thế giới bên giới, văn minh võ đạo của thế giới bên dưới rất thấp, muốn thay đổi là chuyện vô cùng đơn giản. Lúc này, Diệp Huyên bỗng mở hai mắt ra, quan sát kiếm ý cực mạnh xung quanh rồi khẽ nói, từ nay về sau, Diệp Huyên ta muốn làm người tốt, ta phải khiến cho thế giới này hữu ái, hữu tình và hài hòa. Hắn nói đến đây, như nghĩ ra điều gì đó, hắn dừng lại một lúc rồi nói, nếu ta khiến cha ta trở thành người tốt, vậy có phải sẽ là công đức vô lượng không? Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên cười he he, cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể tận dụng thân phận cậu ấm của mình để tạo phúc cho cả vũ trụ. Hắn muốn làm vua của vũ trụ này. Sẽ có một ngày, nếu chúng sinh của cả vũ trụ đều tín ngưỡng hắn, đến lúc đó hắn còn thua cha hắn nữa sao? Đánh cho bờm đầu chứ đùa. Diệp Huyên nhếch môi, chậm chậm nở nụ cười, kế hoạch vĩ đại này dần hiện lên trong đầu hắn. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, khí tức của hắn bắt đầu từ từ yếu đi, không bao lâu, hắn từ thượng cổ thần cảnh trở về lại cổ thần cảnh. Nhưng ngay sau đó, khí tức của hắn lập tức vươn lên cổ thần cảnh, sau đó tiến vào thượng cổ thần cảnh. Lần này, hắn không hề dùng đến bút đại đạo, hắn chỉ dựa vào kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của chính mình để đạt đến thượng cổ thần cảnh. Sau khi đạt đến thượng cổ thần cảnh, thần sắc hắn bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn phát hiện cảnh giới này cũng không đơn giản, hắn nhớ Thanh Nhi từng nói, mỗi cảnh giới đều có thể đạt đến giới hạn cực điểm, nếu bản thân hắn có thể đạt đến giới hạn. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, bây giờ không thể đặt mục tiêu quá xa, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là ổn định cảnh giới. Một lúc sau, hai tay Diệp Huyên từ từ xòe ra, vô số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể hắn, số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian này xoay tròn quanh người hắn. Sau đó liên tục mạnh thêm. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong một cung điện lớn trong Tiên Bảo Thành, vẻ mặt của Phu Ách và Tiêu Lan vẫn rất nặng nề. Vì khoảng thời gian này, ngày nào bọn họ cũng liên lạc với Tần Quan nhưng đến giờ vẫn không thể liên lạc được. Tần Quan không có mặt khiến bọn họ không sao yên tâm được,
vì bọn họ biết nhất định tông tộc gì đó sẽ còn đến nữa. Tiêu Lan trầm giọng nói, Phụ Ách huynh, huynh cũng không cách nào điều động hệ thống tình báo cao hơn hả? Phụ Ách lắc đầu, không thể. Tiêu Lan thở dài, không cách nào biết được phương hướng của tông tộc đó thì chúng ta sẽ rất bị động. Phụ Ách cũng thở dài. Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Giữa một vùng tinh không xa lạ, có một người đàn ông đang đứng im lìm, người đàn ông mặc áo dài, mày bén như kiếm, mắt sáng như sao, tay cầm một chốc quạt xếp bằng ngọc. Đằng sau hắn ta còn có một ông già mặc áo dài màu cho, đấy là Mục Tôn, người đã rời đi trước đó. Người đàn ông nhìn xuống tiên bảo thành ở phía dưới, mỉm cười, bút đại đạo. Khá thú vị. Mục Tôn hạ giọng nói, Tam thiếu gia, không thể khinh địch. Tam thiếu gia bình thản, đương nhiên, sau khi cửu đệ của ta dùng đến hắc hỏa hỗn độn mà vẫn bị giết thì sao ta dám khinh địch được. Mục Tôn gật đầu, lai lịch của thiếu niên đó không đơn giản, không chỉ có huyền thiên rất mạnh mà trên người cũng có không ít thần vật. Đặc biệt là bút đại đạo và thần giáp đó, nhất là thần giáp, dù là hắc hỏa hỗn độn cũng không thể nào làm hắn bị thương. Thần giáp, Tam thiếu gia nheo hai mắt lại. Mục Tôn gật nhẹ đầu, chốc giáp đó thật sự rất đáng sợ, hơn nữa, bây giờ quạt ngự thần và hắc hỏa hỗn độn đều đã nằm trong tay Diệp Huyên, muốn đối phó với hắn. Ông ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Tam thiếu gia bỗng mỉm cười, nói, sao ta phải đối phó hắn? Mục Tôn nhìn Tam thiếu gia thản nhiên nói, bây giờ người của cửu đệ đã biết cửu đệ ta bị giết, vậy liệu mẹ của hắn có bỏ qua không? Nhất định là không rồi. Vì vậy, chúng ta ngồi xem họ đấu đá nhau là được rồi, sau cùng sẽ làm chim sẻ rình sau lưng, chờ làm ngư ông đặc lợi thôi. Mục Tôn muốn nói nhưng rồi lại thôi, ông ta liếc nhìn Tam thiếu gia, thở dài trong lòng, cuối cùng không nói gì, thật ra ông ta muốn nói với cục diện hiện tại thì không nên nội bộ lục đục. Tông tộc rất mạnh, nhưng nội chiến cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là mấy thiếu gia, vì muốn tranh giành vị trí thế tử mà xem nhau như kẻ thù, à không, đã là kẻ thù rồi. Mục Tôn thầm thở dài, ông ta nhìn xuống tiên bảo các ở bên dưới, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Trước đây ông ta từng gặp Diệp Huyên, theo quan sát của ông ta thì thiếu niên này không đơn giản, nên nói là nhất định đằng sau thiếu niên này có một thế lực rất đáng sợ. Nhưng bất luận là cửu thiếu gia hay tam thiếu gia, cả hai đều không hề quan tâm đến điểm này. Ông ta biết đến lúc này, tông tộc vẫn chưa thật sự đánh giá cao Diệp Huyên và tiên bảo các, Mục Tôn nghĩ đến đây thì lại thầm thở dài. Lúc này, Tam thiếu gia bỗng quay đầu, nhìn về chân trời, nhích nhẹ khóe môi, người phụ nữ đó đến rồi. Mục Tôn quay đầu nhìn theo, giữa tinh không tít đằng xa, những uy áp đáng sợ nối nhau ập đến. Bên dưới, Phụ Ách và Tiêu Lan ở trong đại điện bỗng ngẩng đầu, sắc mặt của cả hai họ bỗng trở nên khó coi. Lại đến nữa rồi, một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất hiện trên bầu trời của Tiên Bảo Thành, người phụ nữ xinh đẹp đó mặc cung trang, tóc búi cao. Mặt lạnh như băng. Đằng sau lưng bà ta có 9 cao thủ, tất cả đều có cảnh giới trên thượng cổ thần cảnh, trong đó có một người là tam thúc từng bỏ chạy của cửu thiếu gia, người phụ nữ xinh đẹp bỗng giận dữ hét, Diệp Huyên, cút ra đây cho ta. Một luồng uy áp đáng sợ dồn dập ập về tiên bảo thành ở bên dưới. Cả tiên bảo thành hốt hoảng, lúc này, có kiếm ý bỗng vút lên trời từ trong thành, chỉ tích tắc thôi, luồng uy áp đáng sợ đó lập tức bị chém tan. Một tia kiếm quang đột ngột chém xuống cách trước mặt người phụ nữ xinh đẹp không xa, kiếm quang tan biến, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mắt đám người kia. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, là ngươi đã giết chết con trai ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, vẻ mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên hung tợn, sao ngươi dám? Bà ta vừa dứt lời, lập tức tung một cái tát. Không gian bắt đầu sụp đổ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Đằng xa, Diệp Huyên đứng im không động đậy. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khủng khiếp nện lên người Diệp Huyên. Không gian nơi Diệp Huyên đang đứng biến mất nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì. Người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy thì nheo mắt, ngươi. Diệp Huyên phủi tay áo rồi nói, là do con trai bà muốn giết ta trước. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết hắn là tông chủ không? Diệp Huyên hơi chau mày, vậy thì đã sao? Là người của tông tộc thì sẽ cao quý hơn người khác sao? Người phụ nữ xinh đẹp chậm chậm siết chặt tay phải, từ từ tiến về phía Diệp Huyên, ta sẽ giết chết hết tất cả người thân bên cạnh ngươi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn bọn họ chết trước mặt ngươi, ta muốn để ngươi cảm nhận nỗi đau của sự mất mát.
Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không có con trai. Người phụ nữ xinh đẹp gần giọng, vậy chắc người có cha chứ? Diệp Huyên vội gật đầu, có. Người phụ nữ xinh đẹp giận dữ hét lên, vậy thì ngươi hãy cảm nhận thử nỗi đau mất cha đi. Bà ta vừa dứt lời, người tức khắc biến mất khỏi chỗ đó. Đằng xa, Diệp Huyên không biết nói gì. Nỗi đau mất cha sao? Nói thật là hắn cũng muốn cảm nhận thử. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Diệp Huyên bất giác cười ha hả. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đã lao đến trước mặt hắn. Thấy người phụ nữ xinh đẹp lao đến, vẻ mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh. Đột nhiên, táng kiếm trong tay hóa thành một luồng kiếm quang chém ra. Ầm ầm, một vùng kiếm quang vỡ tan, người phụ nữ xinh đẹp kia liên tục lùi ra cả mấy trăm trượng. Còn Diệp Huyên lại không hề lùi dù chỉ một bước, người phụ nữ xinh đẹp kia vừa dừng lại, thì ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, sau đó, một luồng kiếm quang chém thẳng xuống từ trên đầu người phụ nữ xinh đẹp. Vù, tiếng xé gió bén nhọn vang lên khắp tinh không. Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp chợt trở nên hung tàn, bà ta đột nhiên mở lòng bàn tay, một luồng sáng đen kinh khủng từ trong bàn tay bà ta lan ra xung quanh. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh người đột nhiên vang vọng. Diệp Huyên quay về chỗ cũ, hắn nhìn cánh tay khẽ run rẩy của mình, nhíu chặt mày, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía xa kia, lúc này, xung quanh người phụ nữ xinh đẹp có một con rồng đen đang bay lơ lửng. Yêu thú. Diệp Huyên nhíu mày. Tông tộc này sao cứ thích làm trò người thú hợp nhất vậy? Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đột nhiên, bà ta mở lòng bàn tay, sau đó, con rồng đen bên cạnh bà ta bỗng giống gào một tiếng, ngay tiếp đó, lập tức lao về phía Diệp Huyên. Vừa lao lên, tựa như mang theo dòng thác ngập trời, quét sạch mọi thứ. Diệp Huyên ở phía xa nheo hai mắt, hắn mở lòng bàn tay, táng kiếm lơ lửng trong tay hắn, sau đó... Một luồng kiếm ý kinh người bỗng chốc từ trong thân thể hắn phóng ra ngoài, đồng thời, lực lượng nhân gian chớp mắt cũng từ trong thân thể hắn ngưng tụ trong cánh tay phải của hắn. Một thoáng yên lặng, táng kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng nhiên bay ra. Vù, một luồng kiếm quang đỏ thẫm từ trong sân bay ra, trực tiếp nghênh đó rồng đen kia. Chống chọi trực tiếp, uỳnh, thoáng chốc, một tiếng nổ vang vọng, sau đó một luồng kiếm quang vỡ vụn, rồng đen kia lập tức bị chém bay ra đến vạn trượng. Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ xinh đẹp kia đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên, còn chưa kịp cho hắn phản ứng kịp, bà ta lập tức bóp chặt yết hầu đối phương, chớp mắt, tay phải bà tay đã biến thành màu đen, ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bao trùm lấy Diệp Huyên. Ầm ầm, thời không xung quanh hai người lập tức hóa thành cho bụi. Thế nhưng, Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Thấy vậy, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp bỗng thay đổi, sao? Vừa nói đến đây, bà ta vội thả lỏng tay, đang định rút lui nhưng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng nhiên lao lên chém một kiếm. Người phụ nữ xinh đẹp kinh sợ trong lòng, cánh tay phải đưa ra chặn lại. Ầm ầm. Trong tầm mắt mọi người, người phụ nữ xinh đẹp bị đánh bay đến mấy vạn trượng ra ngoài, mà khi bà ta dừng lại, bàn tay phải đen tuyền kia cũng rạn nứt, máu đen bắn tung tóe. Thấy thế, sắc mặt đám cao thủ sau lưng người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên nặng nề. Thực lực thiếu niên này kinh khủng đến thế nào? Lúc này, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp cũng trở nên nghiêm trọng, bà ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, ngươi là ai? Lúc này, đầu óc bà ta bỗng chốc thanh tỉnh, thiếu niên trước mặt này, chắc chắn không phải người thường. Diệp Huyên ở phía xa khẽ cười, bây giờ hỏi mấy chuyện này, còn có ý nghĩa gì sao? Nói rồi, hắn liếc nhìn nhóm người bên người phụ nữ xinh đẹp, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Vừa thốt ra, trong sân lập tức yên lặng như tờ. Cùng lên, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy. Diệp Huyên khẽ cười, đánh một mình ngươi, không có tính khiêu chiến, cho nên, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói xong, hắn mở lòng bàn tay, táng kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Trong thân thể Diệp Huyên, huyết mạch chớp mắt đã được kích hoạt, thoáng chốc, táng kiếm lập tức được kích hoạt. Một luồng hơi thở khủng khiếp từ trong thân thể hắn tuôn ra. Ánh mắt Diệp Huyên bỗng trở nên hung tàn, hắn lao lên trước, chém xuống một kiếm. Vù, chấn động đất trời, ở phía xa, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp đầy u ám, giết hắn. Vừa nói xong, bà ta và mọi người sau lưng lập tức biến mất tại chỗ. Thật sự lên đánh hội đồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà sau lưng người phụ nữ xinh đẹp, còn có 9 cao thủ đỉnh cao.
10 đánh 1, thế nhưng, ánh mắt Diệp Huyên không hề lo sợ, ánh mắt hắn chỉ ánh lên vẻ phấn chấn và điên cuồng. Chiến, rất nhanh chóng, trong sân đã nổi dậy cuộc đại chiến. Tuy cảnh giới Diệp Huyên không cao bằng nhóm người phụ nữ xinh đẹp, số người cũng không bằng, nhưng, khí thế của hắn lại không kém nhóm người phụ nữ xinh đẹp chút nào. Hơn nữa, với một đánh 10, tuy có tính bị chèn ép, nhưng nhóm người phụ nữ xinh đẹp lại hoàn toàn không lã ầm được gì hắn. Nhờ vào chiến giáp của nhị nha, 10 người này liên thủ, cũng không phá được chiến giáp của nhị nha. Có thể nói, chỉ cần không phá được phòng ngự của Diệp Huyên, thì hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu bỗng hung hăng nói, đánh chết hắn. Theo bà ta thấy, thần vật trên người Diệp Huyên tuy kinh khủng, nhưng chắc chắn có tiêu hao, hơn nữa, Diệp Huyên sử dụng thì cũng sẽ có tiêu hao, vì vậy, bọn họ có thể đánh chết hắn dần dần. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên chợt nảy lên một suy nghĩ, đó là chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu, hắn vừa đạt đến thượng cổ thần cảnh, thiếu sót nhất lúc này chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể giúp hắn củng cố nhanh chóng cảnh giới này. Huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian càng lúc càng mạnh. Dần dần, sắc mặt nhóm người phụ nữ xinh đẹp càng trở nên khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Huyên càng chiến lại càng mạnh. Lúc này, một ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp bỗng trầm giọng nói, phu nhân, chúng ta không làm gì được người này, phải rút. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Rút. Bà ta nào cam tâm, ông lão lại nói, hơn nữa, tên này không hề đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường, chúng ta phải điều tra rõ ràng, nếu không, có thể sẽ xảy ra chuyện. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lúc rồi nói, rút. Rút, người phụ nữ xinh đẹp vừa dứt lời, mọi người lập tức rút lui. Diệp Huyên nhìn thấy nhóm người phụ nữ xinh đẹp rút lui, chợt ngây người, sau đó nói, rút cái gì chứ? Đánh đi, nói xong. Hắn lại muốn ra tay tiếp, nhưng lúc này, đám người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên quay người biến mất nơi tinh không. Diệp Huyên nhíu mày, 10 người này vậy mà không hề liều mạng đến cùng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Ở một tinh không chưa biết nào đó, sau khi người phụ nữ xinh đẹp dừng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng hung hăng, đám lâu la đáng chết này. Bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp, một ông lão trần trừ rồi nói, phu nhân, người này không đơn giản. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp u ám, người đi điều tra người này. Xem rốt cuộc người này có lai lịch ra sao. Ông lão gật đầu, sau đó quay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp ở tại chỗ, vẻ mặt u ám cực độ, ánh mắt đầy sát ý không che giấu nổi. Ở bên cạnh, tam thúc của cửu thiếu gia nhìn người phụ nữ xinh đẹp, có chút chột dạ. Thật ra, lúc trước ông ta có thể cứu được cửu thiếu gia, nhưng, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại dám coi thường tông chủ. Thật khó xử, tên này quá to gan. Ở bên kia, mấy người tam thiếu gia cũng đang quan tâm trận chiến giữa Diệp Huyên và nhóm người phụ nữ xinh đẹp. Khi nhìn thấy nhóm người phụ nữ xinh đẹp không thể làm được gì Diệp Huyên, tam thiếu gia kia nhíu chặt mày, tên này. Ở bên cạnh tam thiếu gia, một ông lão trầm giọng nói, thiếu niên này không hề đơn giản. Tam thiếu gia cười nói, đúng là không đơn giản, nhưng vậy thì có sao? Chẳng lẽ so với tông tộc ta còn không đơn giản hơn sao? Ông lão nhìn tam thiếu gia, thấp giọng thở dài. Nhìn chung trong cả thế hệ trẻ của tông tộc, thật sự chỉ có vị nhị tiểu thư kia được tính là nhân vật nổi trội. Cho dù là thiên phú hay là trí thông minh, thật sự đều tuyệt đỉnh cả. Đáng tiếc, một yêu nghiệt kinh khủng như vậy, mà lại là nữ. Tông tộc là một gia tộc lớn như vậy, đương nhiên không thể giao cho một cô gái được, thật ra, giao cho nữ giới cũng không sao cả. Nhưng, không lâu trước kia, nhị tiểu thư đột nhiên được phong thành người bảo vệ tông tộc. Trong tông tộc, quyền lực chỉ sau tộc trưởng. Thế nhưng, như vậy cũng gần như là nói cho mọi người biết nhị tiểu thư không thể làm tộc trưởng rồi. Bởi vì theo truyền thống tông tộc, người bảo vệ tông tộc không thể làm tộc trưởng. Đáng tiếc, trong tông tộc, có vô số trưởng lão đều thầm thở dài. Bởi vì nhị tiểu thư là người thích hợp nhất để làm tộc trưởng kế nhiệm, đáng tiếc lại là nữ giới. Lúc này, tam thiếu gia bỗng nói, tam gì ta hẳn sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là thù giết con mà. Nói rồi, gã quay đầu nhìn ông lão, Lý Tôn, người xuống dưới giúp ta điều tra Diệp Huyên này, nhớ rõ, phải điều tra kỹ càng. Ông lão gật đầu, sau đó lẳng lặng rời đi. Tam thiếu gia đứng tại chỗ khẽ phẩy quạt, nhếch miệng, thú vị thật, ở vũ trụ cấp thấp như vậy, mà lại có nhân vật như thế. Tại một thế giới chưa biết, trên đỉnh núi,
một cô gái đang đánh cờ cùng một ông lão áo bào đen. Cô gái mặc váy dài tím, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, nhất là đôi mắt kia, tựa như lốc xoáy, có thể hút người vào trong. Lúc này, cô gái nâng một con cờ trắng đặt xuống, sau đó nàng ấy ngẩng đầu nhìn ông lão, khẽ cười, ông nội, người thua rồi. Ông lão nhìn bàn cờ trước mặt, một lúc sau, ông ta lắc đầu khẽ cười, lợi hại. Cô gái quay đầu nhìn bầu trời phía xa, chân trời xa xôi kia, có một bầy tiên hạc chậm chậm bay qua, một lúc sau, nàng ấy khẽ cười, ông nội cố ý xuất quan chắc không phải chỉ để đến đây đánh cờ với con, đúng chứ? Ông lão nhìn cô gái, nhị nha đầu, con biết mục đích của ta. Cô gái khẽ cười, nhưng con vẫn muốn đích thân ông nội nói với con. Ông lão nhìn thẳng cô gái, đoạt lấy quyền thừa kế gia tộc con có oán giận. Cô gái lắc đầu, ông lão nhíu mày, thật sự không có. Cô gái đứng dậy, nàng ấy chậm rãi bước đến bên cạnh, nàng ấy cúi người xuống trước một đóa hoa xinh đẹp, nàng ta khẽ ngửi, sau đó cười nói, thơm thật. Ông lão nhìn cô gái, không nói gì. Cô gái khẽ vuốt đóa hoa yêu kiều, cười nói, ông nội, con phải đi rồi. Ông lão chợt sững người, sau đó lập tức đứng dậy, đi. Cô gái cười nói, đúng vậy, con rất hiếu kỳ về tiên cảnh chưa biết kia, vì vậy muốn đi xem sao. Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn ông lão, cười nói, ông nội và cha có lẽ cũng muốn con đi đúng chứ. Ông lão im lặng, cô gái bỗng đứng dậy, sau đó đi về phía xa, nhưng ngay sau đó, nàng ấy lại dừng lại, rồi lại nói, vừa nãy con mới nhận được tin tức, cửu đệ bị người ta chém chết, ngự thần phiến và hắc hỏa hỗn độn bị cướp mất. Vũ trụ kia có thể giết chết được cửu đệ, tuyệt đối không phải người thường. Sự sụp đổ của một gia tộc, ngoài nội bộ thôi giữa, thì còn có một nguyên do, chính là họa từ bên ngoài, tông tộc ta hiện tại phồn hoa và lớn mạnh trước giờ chưa từng có, nhưng vạn vật hưng rồi lại suy, đây cũng là lúc tông tộc ta nguy hiểm nhất. Lời đến đây thôi, ông nội, bảo trọng. Nói xong, nàng ấy bay lên rời đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, nhìn cô gái biến mất nơi chân trời. Vẻ mặt ông lão u ám, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra, nhà đầu này thật sự rất ưu tú, cho dù là thiên phú hay là trí tuệ, nàng ấy đều là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của dòng tộc. Nhưng, nàng ấy không thể làm tông chủ. Một khi nàng ấy nắm quyền, thêm thực lực và trí tuệ của mình, sau này tông tộc có thể sẽ trở thành của hồi môn dành cho người ta thôi. Bọn họ không dám đánh cược. Nghĩ đến đây, ông lão thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Có lẽ nhà đầu này rời đi, cũng là một chuyện tốt đối với tông tộc. Tại Thiên Bảo Các, trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trận chiến trước đó, hắn đánh rất thoải mái. Đáng tiếc là, hắn phát hiện ra, hắn cũng giống như cao thủ thượng cổ thần cảnh bình thường, vẫn chưa lĩnh ngộ được chân lý tín ngưỡng chi lực. Nói đơn giản là hắn chưa phát huy hết mức nhân gian kiếm ý và nhân gian chi lực. Nhưng, hắn cũng không vội, dù sao, hắn vừa mới đạt được thượng thần cảnh giới. Như nghĩ đến gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, Phù Ách. Vừa dứt lời, Phù Ách đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Phù Ách khẽ thi lễ với Diệp Huyên, kính cẩn nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đối phương không lã ẩm gì được ta, có lẽ sẽ xuống tay với người bên cạnh ta. Nói đến đây, hắn nheo hai mắt, thư viện quan Huyên. Ánh mắt Phù Ách thay đổi, lập tức nói, người đến. Vừa nói xong, 30 cao thủ thượng thần cổ đã xuất hiện trong sân. Ách Phu kính cẩn nói, chúng ta nghe theo phân phó của Diệp công tử bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên đứng dậy, quay về thư viện quan Huyên. Ách Phu muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhìn Ách Phu, bọn họ sẽ không nhắm vào Thiên Bảo Các, bởi vì người bọn họ muốn giết là ta, mà thư viện quan Huyên là do ta lập ra, vì vậy, chắc chắn bọn họ sẽ đến thư viện quan Huyên. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm đi, biến mất tại chỗ, nhóm người Ách Phu cũng vội đi theo. Một nơi nào đó trong tinh không. Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay bà ta là một trục cuốn, trong trục cuốn là tin tức chi tiết của Diệp Huyên. Lúc này, ông lão bên cạnh bà ta trầm giọng nói, người này lúc trước từng giao đấu với huyền thần giới một lần, với thực lực khi đó của hắn, thì không thể thắng huyền thần giới, nhưng, cuối cùng hắn lại thắng rồi. Ta đã điều tra kỹ lưỡng thì phát hiện, kẻ giúp đỡ hắn là một người đàn ông áo xanh. Người phụ nữ xinh đẹp cất ống trục. Khẽ nhíu mày, người đàn ông áo xanh. Ông lão gật đầu, ta đã điều tra người này, nhưng không thu được gì. Người phụ nữ xinh đẹp quay đầu nhìn ông lão, không thu được gì. Ông lão khẽ gật đầu, thấp giọng nói, người này không có bất kỳ ghi chép nào cả,
chỉ biết, hắn là phụ thân của Diệp Huyên, ngoài ra, không có bất cứ thông tin nào. Phụ thân, người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lúc, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo, đến thư viện quan huyên. Ông lão ngây người. Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, không làm gì được hắn thì động đến người bên cạnh hắn. Ta muốn xem, người bên cạnh hắn có phải cũng sở hữu thần khí phòng ngự như hắn không? Nói xong, bà ta đã biến mất nơi chân trời. Nhóm người ông lão vội vàng đi theo. Tại thư viện quan huyên, sau khi Diệp Huyên quay về thư viện quan huyên, lập tức gọi Thư Hiền và Thanh Khâu đến. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó nói, lập tức thông báo cho học sinh thư viện, bảo bọn họ rời khỏi thư viện, lập tức. Thư Hiền khẽ sững người, đang định lên tiếng thì Thanh Khâu bỗng nói, sư phó, đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thư Hiền do dự chốc lát rồi cũng quay người đi theo. Không lâu sau, học sinh thư viện quan huyên ồ ạt rời đi, dưới sự giúp đỡ của nhóm ách phu, các học sinh thư viện quan huyên không bao lâu đã rời khỏi nhanh chóng. Diệp Huyên đến trên không trung thư viện quan huyên, hắn nhìn tinh không sâu thẳm, im lặng, lúc này, một cô gái xuất hiện sau lưng hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn tinh không sâu thẳm, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu, ngay sau đó, hắn lắc đầu khẽ cười. Thanh Khâu đã đạt đến cổ thần cảnh. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ tu luyện của nha đầu Thanh Khâu này, kinh khủng đến mức không thể hình dung nổi. Lúc này, Thanh Khâu bỗng nói, nếu muộn thêm mấy ngày nữa, có lẽ ta đã đạt đến thượng cổ thần cảnh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, Thanh Khâu quay đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh đã đạt đến thượng cổ thần cảnh rồi. Diệp Huyên cười nói, nha đầu, muội có thể nói cho ta biết muội tu luyện thế nào không? Ta rất hiếu kỳ đấy. Thanh Khâu hỏi ngược lại, tu luyện rất khó sao? Diệp Huyên. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, tu luyện không phải là chuyện rất dễ sao? Giống như ăn cơm vậy, có tay là được. Diệp Huyên lập tức đen mặt, trong lòng như mắc nghẹn. Thanh Khâu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, có lẽ sắp đến rồi nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay. Bút đại đạo chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Khâu, muội dùng đi. Thanh Khâu nhìn bút đại đạo, sau đó nói, không cần. Diệp Huyên không hiểu tại sao. Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, thứ này, không có tác dụng gì. Bút đại đạo. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, nha đầu, muội có biết đây là bút gì không? Thanh Khâu gật đầu, bút đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội biết nó là bút đại đạo, mà còn nói nó không có tác dụng gì. Thanh Khâu khẽ gật đầu, quả thực là không có tác dụng gì. Diệp Huyên vội nói, nó có thể giúp người ta nâng cao cảnh giới. Bây giờ muội dùng nó có thể trực tiếp khiến muội đạt đến thượng cổ thần cảnh. Thanh Khâu khẽ lắc đầu, loại cảnh giới này, là giả. Nói rồi, nàng ấy chợt dừng lại rồi nói tiếp, ca ca, huynh cũng ít dùng vật này thôi, vật này phù phiếm, không chân thực, nếu thật sự huynh nâng cao cảnh giới, có thể xem sách của Tần Quan cô nương. Nhất là những sách mà nàng ấy viết vô cảnh giới, những sách đó viết không tệ, nếu không thể thấu hiểu một cảnh giới, thì dù đạt đến cảnh giới đó, ý nghĩa cũng không lớn lao gì. Đương nhiên, ca ca có thể tham khảo bút này đôi chút, nhưng không thể dựa vào quá nhiều, nếu bất kỳ cảnh giới nào, ca ca cũng dùng bút này để đạt được, lâu dần, ca ca sẽ tạo thành tính ỷ lại nghiêm trọng, sau này nếu không có bút này, lúc đó ca ca sẽ làm thế nào? Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu cười nói, bút này đối với cảnh giới nhất đạo, hoàn toàn chính là một kẻ tay ngang, lợi dụng nó để đạt đến một cảnh giới, sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng chủ nhân của nó thì không sao. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, chủ nhân của nó. Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, nha đầu, có phải muội nhớ đến ký ức tiền kiếp rồi không? Tiền kiếp, Thanh Khâu chớp mắt, tiền kiếp gì? Diệp Huyên trừng mắt nhìn Thanh Khâu, muội đừng có giả ngốc với ta. Thanh Khâu cười hi hi, sau đó nói, ca ca, huynh thật sự muốn biết sao? Nếu muốn, ta có thể nói cho huynh biết mà, bởi vì ta chắc chắn sẽ không lừa huynh. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nàng ấy đang định nói thì lúc này, tinh không trên đầu hai người đột nhiên dao động. Ngay sau đó, 10 luồng áp lực kinh người từ trong tinh không lan ra, giống như muốn nghiền nát cả mặt đất này vậy. Đến rồi, Diệp Huyên nheo mắt, trong tay hắn. Táng kiếm bỗng nhiên rung chuyển, sau đó, một luồng kiếm ý kinh khủng phóng lên trời, trực tiếp đối đầu với 10 luồng áp lực kia. Âm đoàng. Chớp mắt, cả bầu trời lập tức sôi sục. Thế nhưng, kiếm ý kia của Diệp Huyên lại không ngăn được 10 luồng áp lực. Vẻ mặt Diệp Huyên trùng xuống,
hắn không sợ 10 luồng áp lực này, nhưng, nếu 10 luồng áp lực này giáng xuống, thì vùng thế giới này e là sẽ trực tiếp sụp đổ. Vì vậy, tuyệt đối không thể để 10 luồng áp lực này giáng xuống. Ngay lúc này, Thanh Khâu ở bên cạnh đột nhiên tiến lên đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, đất trời bỗng chốc ngập tràn hào khí. Quỳnh, một quyền này phóng thẳng lên trời, trực tiếp lao đến 10 luồng hơi thở kinh khủng kia. Diệp Huyên sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Thanh Khâu, trong lòng kinh sợ. Thanh Khâu liếc nhìn, thấy Diệp Huyên nhìn mình, lập tức nghiêm mặt nói, ca ca không cần kinh ngạc, đây đều là những chiêu thức bình thường. Diệp Huyên, ngay lúc này, nhóm người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyên không xa. Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp dừng trên người Thanh Khâu, dần dần, bà ta lại nhíu chặt mày. Thanh Khâu khẽ cười, nhìn ta làm gì? Người phụ nữ xinh đẹp thấp giọng nói, quyền lúc nãy của ngươi là quyền gì? Thanh Khâu cười nói, hạo nhiên chính khí quyền. Hạo nhiên chính khí, người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, có ý gì? Thanh Khâu lắc đầu, mù chữ đúng là đáng sợ. Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức u ám. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, câu này của Thanh Khâu, sức sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục cực mạnh, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Khâu chằm chằm, xua đó, bà ta đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền này vừa ra, luồng sức mạnh kinh người từ trong nắm quyền tuôn ra, bay thẳng về phía Thanh Khâu. Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, luồng sức mạnh kinh khủng trước mặt nàng ấy lập tức bị đánh vỡ, đồng thời, người phụ nữ xinh đẹp lập tức bị đẩy lùi đến nghìn trượng. Lúc này, mọi người trong sân đều kinh ngạc, ngay cả Diệp Huyên, lúc này hắn hoàn toàn sững sờ, phải biết là người phụ nữ này chính là cao thủ trên cả thượng cổ thần cảnh. So với Thanh Khâu còn cao hơn cả hai cảnh giới đấy. Thế nhưng, một quyền của nha đầu này lại đẩy lùi được người phụ nữ kia. Khác thường đến vậy sao? Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy, thế giới này có chút không công bằng. Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp kia không tin nổi nhìn Thanh Khâu, sao có thể? Ngươi, sao có thể? Lúc này, đầu óc bà ta cũng lùng bùng, so với cô nhóc trước mặt này bà ta còn cao hơn hai cảnh giới cơ mà. Thế nhưng, một quyền của cô nhóc này lại đánh bay cả bà ta, phải biết là, một quyền vừa nãy của bà ta không hề nương tay chút nào. Thanh Khâu nhìn nhóm người phụ nữ xinh đẹp, sau đó nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh đánh mấy người. Đánh mấy người? Kiếm tu. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu đang cầm kiếm trước mặt mà giống như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nhóc con Thanh Khâu kia là kiếm tu ư. Hơn nữa, hắn có thể cảm thấy được bút đại đạo đang sợ hãi. Thanh Khâu cầm kiếm vậy mà lại khiến bút đại đạo sợ hãi. Đúng lúc này, Thanh Khâu bỗng thả bút đại đạo ra, liếc nhìn Diệp Huyên rồi vội vàng trả kiếm cho hắn. Cổ họng Diệp Huyên khẽ lăn, hỏi, làm gì vậy? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ca ca, ta không biết dùng kiếm. Á đù! Diệp Huyên khó có thể tin nhìn Thanh Khâu, nhóc con, muội đang đùa ta đó hả? Ban nãy, táng kiếm đã phát ra tiếng kiếm ngân, muội lại bảo với ta mình không biết dùng kiếm. Thanh Khâu nghiêm túc nói, không biết, bình thường thì ta sẽ không lừa huynh. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu không nói gì. Thanh Khâu vội quay đầu đi, hơi chột dạ nói, thực ra, chỉ biết chút chút thôi. Diệp Huyên. Giờ đây, người phụ nữ xinh đẹp đằng xa bỗng run rẩy hỏi, rốt cuộc thì ngươi là quái vật gì vậy? Lúc này, bà ta đã hoảng sợ thật rồi. Vốn dĩ, Diệp Huyên cũng đã khiến bà ta kinh ngạc, nhưng lại không ngờ ở đây còn có người khủng bố hơn cả Diệp Huyên. Khoảnh khắc Thanh Khâu cầm lấy kiếm ban nãy, bà ta thế mà lại cảm thấy sợ hãi. Mà bà ta lại chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Rốt cuộc thì con nhóc kia là ai? Giờ phút này, trong lòng người phụ nữ xinh đẹp bỗng dưng hơi lo lắng. Thanh Khâu ngó người phụ nữ xinh đẹp kia nói, ca ca, ta đánh bà ta, còn huynh đánh 9 người kia được không? Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, ta tùy ý. Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng hung tợn nói, ngươi tùy ý. Kiếm tu hèn mọn, ngươi không biết trời cao đất dày, ngươi có biết, tông tộc ta. Thanh Khâu bỗng cắt ngang lời người phụ nữ xinh đẹp, tông tộc rất lợi hại sao? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Khâu. Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, ai cho ngươi can đảm để dọa ca ca ta? Thanh Khâu bình tĩnh, vừa dứt lời, nàng ấy mở lòng bàn tay phải, sau đó, táng kiếm lập tức bay vào trong tay nàng ấy, chớp mắt, đất trời cũng thay đổi.
Bút đại đạo bên hông Diệp Huyên đột nhiên run rẩy. Là do đang sợ hãi. Bút đại đạo lúc này vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm, không thể đánh ở thế giới này được. Thanh Khâu im lặng. Đúng như lời Diệp Huyên nói, không thể đánh ở đây được. Nếu đánh ở đây thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Cả vũ trụ chư thần đều không chịu nổi sức mạnh của họ. Thanh Khâu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, khẽ hỏi, vậy làm sao giờ? Diệp Huyên liếc đám người đằng xa, dùng huyền khí truyền âm, phải nghĩ cách lừa họ đến nơi khác. Thanh Khâu lùi ra sau nửa bước rồi nói, ca, huynh lên lừa đi. Diệp Huyên. Đằng xa, một ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp chợt trầm giọng nói, phu nhân, rút thôi. Bà ta quay đầu tức giận hét, rút, lẽ nào con ta chết một cách vô ích ư? Ông lão im lặng. Người phụ nữ lại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mặt mày dữ tợn nói, hôm nay, nếu ta chết ở đây thì hắn đợi bị tông tộc tuyên chiến đi. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, bà muốn dùng cái chết của mình để khiến ta và tông tộc không chết không ngừng. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Huyên đáp, đúng vậy. Diệp Huyên ngó chín người đằng sau bà ta nói, ta cảm thấy, bà có thể tỉnh táo hơn chút. Giờ bà dẫn họ về rồi nghĩ lại cách khác, chỉ cần đầu óc không bị úng thì cuối cùng cũng sẽ có cách, cần gì cứ phải đâm đầu vào cái chết đâu. Ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp vội nói, phu nhân, ta cảm thấy hắn nói có lý đó. Người phụ nữ xinh quay đầu cả giận, hay là ông sợ chết? Ông lão do dự rồi đáp, phu nhân, ta không sợ chết, chỉ là cảm thấy chúng ta vẫn còn có cách tốt hơn, không cần phải liều mạng với họ ở đây. Chúng ta còn có tông tộc, có thể xin chỉ thị của tộc trưởng khiến ông ấy điều động lực lượng trong tộc đến đối phó họ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, chúng ta mà chết thì tông tộc và hắn sẽ không chết không ngừng. Bà ta vừa nói xong bèn mở hai tay ra, một sức mạnh khủng bố bỗng phát ra từ trên người. Sau đó, một con rồng đen chợt xuất hiện bên cạnh. Đúng lúc này, ông lão bỗng quát, rút. Vừa dứt lời, ông ta đã dẫn theo 8 người bên cạnh xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy thì sửng sốt, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, các người dám phản bội ta. Tinh không nứt toạc. Mà 9 người kia lại chẳng thèm để ý đến bà ta, dứt khoát biến mất ở đằng xa. Người phụ nữ xinh đẹp đã điên rồi. Đương nhiên là họ sẽ không điên theo bà ta, hơn nữa, cửu thiếu gia đã chết, giờ họ đi theo người phụ nữ xinh đẹp này làm gì nữa. Với họ, giờ là cần phải tìm một thiếu gia mới để ủng hộ, chứ không phải nổi điên cùng với bà ta. Nếu đánh thắng được cũng thôi, nhưng vấn đề là Diệp Huyên và cô gái kia cũng không phải yêu nghiệt bình thường. Nếu đánh thì cần phải liều mạng. Và lại, người phụ nữ xinh đẹp kia muốn họ chịu chết. Thì sao họ có thể chịu? Sau khi 9 người kia rời đi, trong sân chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta không có đi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt sắc như kiếm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, bà vẫn muốn dùng cái chết của mình để khiến ta và tông tộc không chết không ngừng. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh mặt đáp, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vậy bà còn chờ gì nữa? Ra tay đi. Trong mắt người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó, bà ta trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Ầm. Một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang qua trong sân, kế tiếp, một con rồng màu đen chợt xông thẳng tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng nói, Thanh Khâu, đừng để cho sức mạnh của hai ta phá hủy mảnh vũ trụ này. Hắn vừa nói xong đã xông ra ngoài, giơ kiếm chém xuống. Ầm. Một kiếm này khiến con rồng đen kia bị chém bay, còn người phụ nữ xinh đẹp kia lại vọt tới trước mặt Diệp Huyên rồi đấm thẳng lên mặt hắn. Thế nhưng, Diệp Huyên lại không tránh không né, mặc kệ nó đấm lên mặt mình. Song cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng giơ kiếm lên bổ thẳng vào ngực bà ta. Ầm. Vèo. Diệp Huyên không chút sức mẻ, nhưng người phụ nữ xinh đẹp kia lại bị một kiếm của hắn chém bay ra mấy chục nghìn trượng. Khi vừa dừng lại, cơ thể bà ta lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, một thanh kiếm cũng đâm vào giữa trán bà ta. Ầm. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức bị đóng đinh tại chỗ. Diệp Huyên nhìn bà ta, hắn biết, người này cố tình muốn chết. Mặt mày người phụ nữ xinh đẹp bình tĩnh chờ Diệp Huyên giết mình.
Diệp Huyên cười hỏi, để ta đoán xem, bà làm vậy là do cảm thấy có lẽ tông tộc sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với ta, vì bà phát hiện ra ta không đơn giản giống như mình nghĩ. Bà sợ tông tộc sẽ cử một người có đầu óc đến rồi giảng hòa với ta, đúng không? Người phụ nữ xinh đẹp không nói lời nào. Diệp Huyên tiếp tục nói, cửu thiếu gia chết, bà không còn lợi thế nào nữa. Nói cách khác, giờ bà đã chẳng còn giá trị nào nên mới dùng cách thức cực đoan như vậy để báo thù cho con trai mình. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, đúng hay sai, ta cũng không nói nhiều với bà nữa. Ta chỉ muốn nói là ban đầu ta không có muốn giết con trai bà, ta cho mấy người lấy 200 triệu trụ mạch đến đổi. Nhưng, nhị thúc của con trai bà lại chết sống không chịu. Hắn nói xong khẽ lắc đầu, ta cảm thấy chuyện này có chút lạ, bà có muốn trở về điều tra thêm không? Người phụ nữ xinh đẹp cau mày, là ông lão ban nãy. Diệp Huyên gật đầu, là người bảo bà rút. Ta nghi ngờ ông ta là người của thiếu gia khác, bà tốt nhất là về điều tra thêm đi. Hơn nữa, ta có thể chắc chắn nói cho bà biết, ban đầu ta vẫn chưa giết con bà, chỉ cần hắn ta đưa cho ta 200 triệu trụ mạch, ta chắc chắn sẽ thả cho hắn ta một con đường sống. Thế nhưng, nhị thúc của hắn ta chẳng những không cho, còn không ngừng kích ta. Ta cảm thấy điều đó rất lạ. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, điều ngươi nói là thật. Diệp Huyên cười, một người đọc sách như ta cũng không nói dối. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên một lát mới hỏi, ngươi không giết ta? Diệp Huyên gật đầu, ta nói thẳng cho bà biết, ta muốn bà trở về kiếm chuyện với ông lão kia, muốn khiến các ngươi gà nhà đấu nhau. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sập bẫy sao? Diệp Huyên cười. Không phải vấn đề sập bẫy hay không mà ta chỉ muốn nói là cái chết của con trai bà có một nửa là do ta, nhưng ông lão kia cũng có vấn đề. Giờ bà chỉ muốn hại ta thì có vẻ không được hay cho lắm. Hơn nữa, trước khi chết, con trai bà đã rất tức giận, song không phải với ta mà là với nhị thúc của hắn ta. Điều này thì bà có thể trở về điều tra. Và lại, ban nãy ông ta không chút do dự quay đi. Lẽ nào bà không cảm thấy kỳ lạ sao? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng liếc Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, nếu bà không tin lời ta, vậy giờ có thể tự sát. Giờ bà tự sát thì chẳng phải cũng đã được mục đích rồi ư. Tông tộc chắc chắn sẽ không chết không ngừng với ta. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lát rồi xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Diệp Huyên nhìn tinh không đằng xa, im lặng không nói gì. Thanh Khâu đi đến bên cạnh Diệp Huyên. Khẽ hỏi, bà ta sẽ đi tìm ông lão kia để kiếm chuyện, đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Thanh Khâu quay đầu ngó Diệp Huyên cười nói, ca ca muốn tranh thủ một chút thời gian cho mình. Diệp Huyên gật đầu, thật thông minh. Thanh Khâu cười hì hì nói, ca ca, ta đi tu luyện đây. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, có thiếu tiền không? Thanh Khâu chớp mắt đáp, cái này thì... Diệp Huyên lắc đầu mở tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đổ bèn bay đến trước mặt Thanh Khâu, bên trong có 100 triệu trụ mạch. 100 triệu. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, tiêu nhiêu đây trước đã. Không đủ thì bảo ta. Thanh Khâu nhận lấy nhẫn rồi gật đầu đáp, được rồi. Nàng ấy nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thanh Khâu ở đằng xa, không biết tại sao lại cảm thấy nàng ấy ngày càng khác lạ. Hơn nữa. Hắn còn có một cảm giác khó có thể miêu tả với Thanh Khâu. Thân thiết. Diệp Huyên lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tạm thời cứ kệ cô nhóc kia, giờ chuyện gấp nhất là củng cố cảnh giới rồi chủ động đi đến tông tộc. Không thể lại để đối phương đến tìm mình được, nếu chiến trường ở đây thì sẽ cực kỳ bất lợi với hắn. Diệp Huyên xoay người rời đi. Hắn tìm một chỗ im lặng, vừa định chuẩn bị tu luyện thì bấy giờ có một cô gái bước tới, người đến chính là Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyên thấy Tiên Cổ Yêu thì hơi ngẩn ra, sau đó cười chào hỏi, yêu cô nương. Tiên Cổ Yêu ngó phía cuối chân trời hỏi, kẻ địch đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu, tạm thời đi rồi. Tiên Cổ Yêu đi tới trước mặt Diệp Huyên hỏi, ta có thể giúp gì cho ngươi không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười đáp, ta có thể đỡ được. Tiên Cổ Yêu im lặng một lát mới nói, ngươi xây thư viện là nghiêm túc hả?
Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, tiên cổ tộc ta sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn. Tiên cổ yêu liếc Diệp Huyên, ánh mắt có chút lạnh, ngươi nói cái gì? Diệp Huyên cười, cảm ơn trời xanh đa để cho ta gặp được người tốt như cô. Bút đại đạo. Tiên cổ yêu nghe thấy Diệp Huyên nói vậy thì gò má chợt đỏ ửng, xấu hổ chừng Diệp Huyên một cái tên nhà ngươi, cứ thích nói mấy lời có cánh lừa con gái, ngươi. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nói thêm câu nữa thử xem. Bút đại đạo. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên thấy tiên cổ yêu thẹn thùng thì cười ha ha, thấy nàng ấy sắp tức giận mới vội vàng ngừng lại, sau đó nghiêm túc nói, tiểu yêu, cô trở về tu luyện đi, chuyện tông tộc ta sẽ giải quyết, đừng lo cho ta. Tiên cổ yêu liếc Diệp Huyên dịu dàng nói, cái tên nhà ngươi ngốc ghê, ngươi giao tiếp với họ thì sao ta không lo cho được. Diệp Huyên. Tiên cổ yêu lại nói, tóm lại, ngươi phải để ý chút, đừng với ai cũng chân thành. Trên thế giới này, điều phức tạp nhất là lòng người, tuyệt đối không được tin tưởng người khác một cách dễ dàng, biết không? Diệp Huyên mỉm cười, biết rồi. Tiên cổ yêu lại liếc Diệp Huyên, hứa với ta, sau này đừng thành thật như vậy nữa. Diệp Huyên. Cuối cùng, Diệp Huyên đồng ý với tiên cổ yêu thì nàng ấy mới chịu rời đi. Sau khi tiên cổ yêu đi, giọng nói của bút đại đạo chợt vang lên, ngươi thành thật hả? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, liên quan quái gì đến huynh? Bút đại đạo cả giận, nói chuyện khách sáo chút, cậu. Diệp Huyên cau mày, sao? Bút đại đạo im lặng một lát mới nói, cậu cứ tùy tiện là được. Diệp Huyên nhún vai, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên về tới đại điện của mình, song Thanh Khâu đã rời đi, còn đi đâu thì hắn cũng không biết. Song, Diệp Huyên cũng không lo cho Thanh Khâu. Đừng nói người khác, giờ dù là hắn cũng chưa chắc thắng được cô nhóc kia. Cô nhóc kia rất thần bí, dù là hắn e rằng cũng không làm gì được cô nhóc ấy. Đặc biệt là lúc cô nhóc đó cầm kiếm, hắn cảm thấy đừng nói là bút đại đạo, ngay cả kiếm thể vô địch là hắn cũng thấy tim đập nhanh nữa là. Hay là kiếp trước cô nhóc kia là một kiếm tu? Diệp Huyên lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện sát na vô địch. Kiếm kỹ này vẫn là kiếm kỹ mạnh nhất vào lúc này của hắn. Đến giờ, hắn cũng chưa thi triển lần nào. Cái gì gọi là con bài chưa lật, chưa dùng lần nào mới gọi là con bài chưa lật. Một chiêu này phải dùng ở lúc quan trọng nhất, điều duy nhất khiến hắn buồn bực là chiêu này rất tốn tiền. Tuy giờ Diệp Huyên có rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần tiêu hao đều khiến hắn vô cùng đau lòng. Mà điều khiến hắn cạn lời hơn cả là đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Tần Quan. Nếu như có phú bà kia thì mình có thể thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù tông tộc gì kia rất khủng bố, nhưng hắn tin rằng đối phương sẽ không ngăn được không nói võ đức và thần hạm tinh không của Tần Quan. Vừa nhớ tới cái thứ đó thì hắn lại tê cả da đầu. Hơn nữa, người phụ nữ thật sự rất giàu, thuộc về cái loại có thể dùng tiền đập chết ngươi. Mà giờ, người phụ nữ này lại bặt vô âm tín. Điều này khiến Diệp Huyên rất là cạn lời. Hay. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, thôi không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Chấm chấm chấm. Chuyện đám người phụ nữ xinh đẹp đến gây chuyện với Diệp Huyên đã nhanh chóng truyền khắp vũ trụ chư thần. Thế nên, các thế lực ở đây cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của tông tộc. Họ đều cảm giác được một sự nguy hiểm. Đây là một mối đe dọa đến từ thế lực bên ngoài vũ trụ. Các thế lực quyết đoán lựa chọn bắt tay với nhau rồi dựa vào Diệp Huyên. Vì trước mắt thì toàn bộ vũ trụ chư thần chỉ có Diệp Huyên mới có thể chống lại tông tộc thần bí kia. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác đó là họ đã không rời được thư viện Quan Huyên vì nó phát triển quá nhanh. Họ muốn mạnh hơn thì chỉ có thể đi theo thư viện Quan Huyên. Đối với việc các thế lực trong vũ trụ chư thần tìm mình làm chỗ dựa thì đương nhiên Diệp Huyên sẽ không từ chối. Hắn đã coi nơi đây như đại bản doanh tạm thời của thư viện Quan Huyên. Còn tạm thời là vì nơi mà hắn thích lại là vũ trụ Quan Huyên. Cái vũ trụ lấy tên của hắn và Tần Quan để đặt. Hơn nữa, Thanh Khâu cũng đã cử người đến đó mở rộng. Trong phòng, Diệp Huyên đang xem một quyển sách cổ do Tần Quan viết. Đây là một cuốn sách miêu tả về các cảnh giới mà hắn lấy từ chỗ Phu Ách. Trong cuốn sách này có miêu tả về cảnh giới phía trên thượng cổ thần cảnh.
phía trên cảnh giới thượng cổ thần cảnh là tổ thần cảnh. Trước đó, hắn cứ nghĩ đám người phụ nữ xinh đẹp kia là tổ thần cảnh nhưng thực ra lại không phải. Họ vẫn là thượng cổ thần cảnh, song thế lực gia tộc họ quá khủng bố nên đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Vì vậy, họ mạnh hơn thượng cổ thần cảnh bình thường rất nhiều. Mà muốn đạt tới tổ thần cảnh thì có thể nói là khó như lên trời. Điều này đã không đơn giản chỉ là tìm hiểu mấy ngày là được. Nhất định phải có vô số tín ngưỡng chi lực. Nói theo lời của Tần Quan chính là tổ thần cảnh ít nhất phải tín ngưỡng của 10 vũ trụ trung đẳng mới ngưng tụ được thần cách chân thần chân chính. Song cũng chưa chắc có thể trở thành tổ thần cảnh, nó còn phải xem tạo hóa của bản thân nữa. Có thể nói, tổ thần cảnh có một sự khác biệt về chất với thượng cổ thần cảnh. Cũng vì thế nên vô số thế lực mới tranh giành vũ trụ để cướp đoạt tín ngưỡng chi lực của các sinh linh trong vũ trụ đó. Ngoài ra, trong các gia tộc lớn cũng cực kỳ để ý vị trí tộc trưởng. Vì ai có thể lên làm tộc trưởng thì người đó sẽ đạt được nhiều tín ngưỡng chi lực nhất. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyên im lặng, giờ hắn đang đi theo con đường này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu đày đọa chúng sinh để kiếm lấy tín ngưỡng chi lực thì nó sẽ không dùng được. Ở trong sách của Tần Quan, hắn có thể cảm giác được Tần Quan vô cùng khinh bỉ cái gọi là tổ thần cảnh. Bởi vì, có rất nhiều cao thủ tổ thần cảnh đạt được tín ngưỡng chi lực cũng không tinh khiết. Mà giữa thượng cổ thần cảnh và tổ thần cảnh còn có một cảnh giới này không được Tần Quan viết trong đây. Nó chính là bán bộ tổ thần cảnh. Tần Quan lại cực kỳ khinh thường cảnh giới đó, theo nàng ta, tổ thần cảnh là tổ thần cảnh, thượng cổ thần cảnh là thượng cổ thần cảnh, lòi ra bán bộ tổ thần cảnh đúng là buồn cười. Mà với tổ thần cảnh thì Tần Quan cũng chẳng coi ra gì, vì nàng ta chưa từng thấy được mấy cái gọi là chân thần. Chân thần kia xem như thánh nhân chân chính chứ không phải cái loại thánh nhân dối trá kia. Loại người đó, trên đời này đã ít lại càng ít. Thực ra, có một người hẳn là được xem như một nửa thánh nhân. Người đó chính là Mộ Niệm Niệm. Nàng thật sự trả giá vì vũ trụ ngũ duy và linh vật ấy cũng kính trọng nàng từ tận trong tâm khảm. Ngoài Mộ Niệm Niệm ra, còn có một người nữa đó là Tiểu Bạch. Vị này là Linh Tổ. Tín ngưỡng của chúng linh với vị Linh Tổ này quả thật còn thật hơn cả vàng. Vị Linh Tổ này cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, lúc này hắn bỗng có chút cảnh giác bản thân không được coi thư viện như một công cụ nô dịch chúng sinh. Mong muốn ban đầu của mình khi thành lập thư viện cũng không phải là vì cái gọi là tín ngưỡng chi lực, mà là thật sự muốn thay đổi vũ trụ này. Nếu có ngày mình coi nó như một công cụ nô dịch chúng sinh thì mình đã làm trái với mong muốn ban đầu, vi phạm bản tâm. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi lắc đầu cười. Cho dù làm chuyện tốt, cũng phải luôn luôn nhắc nhở bản thân, không thì cái chuyện tốt mang đến vô số lợi ích ấy sẽ khiến mình đi lạc, biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Giúp hay nô dịch chúng sinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Chấm chấm chấm. Trong một mảnh vũ trụ không biết tên, trong đây, có một chủng tộc mạnh mẽ đó là Tông tộc. Tông chủ hiện nay có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì chức vị Tông chủ này đã xuất hiện liên tiếp hai vị cao thủ phía trên tổ thần. Hơn nữa, Tông tộc còn thống trị một mảnh vũ trụ thượng đẳng và 16 vũ trụ trung đẳng cùng hơn 100 vũ trụ hạ đẳng. Có thể nói, Tông tộc giống như mặt trời ban trưa. Tông điện. Đây là đại điện nghị sự của Tông chủ. Giờ phút này, trong điện tu tập rất nhiều cao thủ trong tộc. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng Tông Thủ và cũng là tổ thần cảnh đỉnh. Hai bên là các trưởng lão, yếu nhất cũng là thượng cổ thần cảnh, trong đó lại có không ít bán bộ tổ thần cảnh. Lúc này, Tông Thủ bỗng hỏi, tiểu cửu bị giết, các ngươi thấy thế nào? Bên dưới, một ông lão lạnh nhạt lên tiếng, diệt 10 tộc của kẻ đó, xóa sổ vũ trụ có đẳng cấp thấp hơn kia. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giết cửu thiếu gia là một hành động báng bổ tông tộc. Tuy trong tông có cuộc tranh giành vị trí thế tử, nhưng đó là chuyện bên trong tông tộc. Nếu có người ngoài đến thì đương nhiên họ sẽ đoàn kết một lòng. Tông thủ liếc mọi người rồi nhìn về phía một thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên dưới hỏi, lão đại, con thấy sao? Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía thanh niên kia, người này chính là đại thiếu gia tông chính. Tông chính im lặng một lát mới đáp, theo con được biết thì cửu đệ đến mảnh vũ trụ đó có cầm theo quạt ngự thần và hắc hỏa hỗn độn, nhưng đệ ấy vẫn bị giết.
Ngoài ra, lần này dì hai đã dẫn theo 9 tên cao thủ đến, song vẫn chẳng làm được gì. Gã nói đến đây thì dừng một chút mới nói tiếp, e rằng tên kia không có đơn giản như vậy. Rất nhiều cao thủ trong điện nghe vậy không khỏi cau mày. Lúc này, một thanh niên khác bỗng cười nói, đại ca, sao, huynh đang sợ hả? Thanh niên nói chuyện chính là tông môn thất thiếu gia của tông tộc, cũng là một trong những thiếu gia tranh đoạt vị trí thế tử. Tông chính liếc tông ngôn, nhàn nhạt nói, chỉ là phân tích một chút mà thôi. Tông ngôn cười khẽ, đại ca, huynh cũng biết cửu đệ đã chết. Hơn nữa, đối phương còn giết rất nhiều cao thủ của tộc ta. Đây không phải là đang vả mặt tông tộc mà là dẫm tộc ta xuống dưới chân rồi. Vậy mà huynh cũng có thể nhịn à? Tông chính cau mày, đang định mở miệng thì tông ngôn lại nói, đại ca, thì này nếu không báo thì người ngoài sẽ nhìn tông tộc ta thế nào? Hơn nữa, tên này còn thân thiết với Tiên Bảo Các, mà Tiên Bảo Các lại là một thế lực mà tông tộc ta muốn chinh phục. Gã ta nói đến đây thì cười, giống như lời trưởng lão vừa nói ban nãy, ta đề nghị, không những phải diệt toàn tộc của kẻ đó, còn phải xóa sổ chỗ vũ trụ ấy khiến người đời sáng mắt ra, để họ biết, không phải con mèo hay con chó nào cũng có thể chống lại tông tộc ta. Câu này vừa được nói ra thì mọi người trong điện đều hùa theo. Giờ đây, tông tộc giống như mặt trời ban trưa, mà đúng lúc này, lại có người dám giết người của họ, lại còn là một vị thiếu gia. Một chuyện dẫm lên danh dự của họ như vậy. Thì sao mà nhịn được? Chấm chấm chấm. Bên trong điện, tông thủ nhìn đám người đang bất bình bên dưới, thầm thở dài. Ông ta dường như nghĩ ra điều gì đó, đảo mắt nhìn nhưng lại không thấy người mà mình muốn tìm. Nhị nha đầu đâu? Trước đây, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, ông ta cũng tìm đứa con gái thứ hai để thương lượng, nhưng giờ nàng ấy đã bỏ đi mất. Ông ta cũng cảm thấy áy náy với nhị nha đầu. Đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự tiếc nuối. Nếu đứa con này là trai thì sẽ là thế tử của tông tộc, không có ai có thể tranh giành với nàng ấy. Đáng tiếc, đó lại là con gái. Ông ta không dám giao cơ nghiệp mấy trăm vạn năm của tông tộc vào tay phụ nữ, bởi vì chỉ bất cần một chút thôi, cả tông tộc sẽ có thể biến thành của hồi môn. Thế nên, mặc dù thấy áy náy rất nhiều nhưng ông ta vẫn không thể chọn để nhị nha đầu kế thừa gia tộc. Tông thủ điều chỉnh lại cảm xúc, ngoảnh đầu nhìn sang một trưởng lão bên cạnh, đại trưởng lão, ông thấy thế nào? Mọi người trong điện nghe tông thủ nói thì lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão im lặng một lúc rồi nói, tộc ta định thâu tóm Tiên Bảo Các nhưng bây giờ nửa đường lại xuất hiện một tên Diệp Huyên, người này không chỉ cùng một ruột với Tiên Bảo Các mà còn giết thiếu gia của tông tộc ta, rõ ràng là đang khinh thường tông tộc, ta đề nghị giết người này trước để thị uy, sau đó thâu tóm luôn Tiên Bảo Các. Tông thủ im lặng một lúc lâu rồi nói, giống như những gì lão đại nói, người này có thể giết được người có đến hai thần vật như tiểu cửu thì tuyệt đối không phải người bình thường. Mà chúng ta lại không biết nhiều về lai lịch của hắn nên không thể sơ ý khinh địch. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu, có thể nói tiểu cửu có mấy thần vật đó thì dù có đến mấy bán bộ tổ thần cảnh cũng khó giết được nó, nhưng tên Diệp Huyên đó lại có thể giết được, rõ ràng người này cũng có thần vật rất mạnh, hơn nữa, chiến lực của hắn không tầm thường. Một người như thế xuất hiện ở đó hiển nhiên là sau lưng có thế lực vô cùng to lớn. Nhưng chúng ta chỉ có thể điều tra được đằng sau hắn là người đàn ông áo xanh. Mà tên này từng xuất hiện trước đây, người này là điểm mấu chốt. Người đàn ông áo xanh. Tông thủ chau mày, có điều tra được lai lịch của người này không? Đại trưởng lão lắc đầu, không điều tra được, chỉ biết đối phương là cha của Diệp Huyên. Tông thủ đứng dậy, im lặng một lúc rồi nói, giết Diệp Huyên trước. Đại trưởng lão nhìn tông thủ, không làm rõ thân phận của người đàn ông áo xanh trước sao? Tông thủ lắc đầu, mấy chục vạn năm trước, tiên tổ tông Việt từng để lại lời dạy cho tông tộc, đừng đụng chạm đến dương tộc, nếu như gặp phải người của dương tộc thì nhất định phải kết thân. Ông ta nói đến đây thì mỉm cười, Diệp Huyên này họ Diệp, rõ ràng không phải là người của dương tộc, nếu đã không phải là người của dương tộc thì việc gì tông tộc ta phải sợ trước sợ sau. Hắn giết người của tông tộc ta tức là khinh miệt tộc ta, đương nhiên là phải giết. Mọi người trong điện nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Tỏ ý tán thành. Bên dưới, đại trưởng lão do dự một lúc rồi nói, giết thì phải giết rồi, chỉ là chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.
Ông ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi lại nói, hay là để nhị nha đầu xử lý việc này, nàng ấy làm việc thì chúng ta đều yên tâm. Mấy thế tử trong điện nghe vậy thì liếc nhìn đại trưởng lão, tỏ vẻ không được vui. Vì đại trưởng lão trước giờ luôn ủng hộ nhị tiểu thư, ông ta đề nghị để nhị tiểu thư xử lý việc này là có mục đích riêng. Tông thủ liếc nhìn đại trưởng lão rồi nói, nhị nha đầu đã đến tiên cảnh, đừng làm phiền đến nó. Ông ta vừa nói vừa nhìn xuống thất thiếu gia ở bên dưới, ngươi xử lý đi. Đại trưởng lão nghe vậy thì thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Thất thiếu gia nhếch mép, hành lễ ngay, nhất định không phụ ủy thác. Tông thủ nhìn thất thiếu gia, ngươi có thể điều động thần các vệ. Thất thiếu gia nheo hai mắt, vội đáp, nhất định không phụ ủy thác. Gã ta biết đấy là cơ hội mà gia tộc cho mình. Trước đây, hễ gia tộc có việc lớn gì cũng đều giao cho nhị tiểu thư đi làm, nhưng giờ nhị tiểu thư đã đi rồi, rõ ràng là gia tộc đang muốn bồi dưỡng cho gã ta. Sướng! Thất thiếu gia vô cùng phấn khích, gã ta biết đấy là cơ hội trời cho. Đại thiếu gia ở bên cạnh liếc nhìn thất thiếu gia và không nói gì. Lúc này, tông thủ bỗng nói, giải tán. Ông ta nói xong thì đứng dậy rời đi. Bên trong điện, thất thiếu gia nhếch miệng cười. Gã ta nhìn sang đại thiếu gia, mỉm cười, nói, đại ca, muốn đi cùng không? Đại thiếu gia nhìn thất thiếu gia, đừng khinh thường đối phương. Gã nói xong thì quay đầu bỏ đi. Thất thiếu gia nhìn theo bóng lưng của đại thiếu gia, cười lạnh lùng, cái gì cũng sợ thế. Gã ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Vũ trụ chư thần. Trước cửa thư viện, Diệp Huyên nằm lặng lẽ, người của thư viện đều đã rời đi hết nên giờ thư viện cực kỳ yên ắng. Diệp Huyên cầm quyển sách cổ trong tay, xem say mê. Gió mát, đọc sách, thích thú. Diệp Huyên rất thích cảm giác yên tĩnh bây giờ, không có đánh nhau, yên tĩnh, chỉ có sách. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, hắn đẩy quyển sách lên mặt rồi suy ngẫm. Đọc sách mỗi ngày có thể tĩnh tâm an thần. Và hắn cũng phát hiện ra một điều, lúc đọc sách, tâm mình tự nhiên tĩnh lặng hơn hẳn, không giống với trước đây là do hắn cố tình muốn tĩnh tâm, còn bây giờ thì lại rất tự nhiên. Trầm lắng, tu thân, tu tâm, tu tính. Hắn phát hiện điều này giúp ích rất lớn cho kiếm đạo của hắn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên bên tai hắn, mùi thơm nhanh chóng ập đến. Một cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Huyên. Là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc lấy quyển sách ra khỏi mặt Diệp Huyên, rồi nhìn hắn. Diệp Huyên mở hai mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Phải nói là Ngạn Bắc rất xinh đẹp, dù trong cự ly gần, Diệp Huyên cũng không tìm thấy được bất cứ khiếm khuyết nào trên khuôn mặt nàng ta, tinh tế đến hoàn hảo. Ngạn Bắc chớp mắt, đẹp không? Diệp Huyên mỉm cười nói, đẹp. Ngạn Bắc bỗng đưa tay ra kéo lấy tay Diệp Huyên bất giác hất ra. Ngạn Bắc chừng hắn, sờ một chút không được sao, Diệp Huyên. Ngạn Bắc được nước lấn tới, tay phải của nàng ta sờ lên mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ nói, ta đã là tộc trưởng của Ngạn tộc. Diệp Huyên ngây ra sau đó nói, chúc mừng. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, người hy vọng ta quay về không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô muốn về không? Ngạn Bắc chừng Diệp Huyên, ta hỏi ngươi trước, ngươi đừng nói sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, đột nhiên hắn đưa tay ra, đặt nhẹ lên mặt nàng ta. Ngạn Bắc ngây ra, gương mặt lập tức đỏ ửng. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu ta nói lời tổn thương thì nhất định cô sẽ rất đau lòng, đúng không? Ngạn Bắc cúi đầu, im lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu ta nói lời tốt đẹp thì nhất định cô sẽ rất vui. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vậy thì hãy nói thật. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta sợ. Ngạn Bắc ngây ra rồi nói, ngươi sợ gì? Diệp Huyên khẽ nói, suốt chặng đường, ta đã quen biết được một vài cô nương nhưng bây giờ bọn họ đều ở cách ta rất xa, ta sợ có một ngày, cô cũng giống như bọn họ, dần trở thành người qua đường rồi sẽ bị người đời lãng quên. Hắn vừa nói vừa nhìn vào bút đại đạo bên hông. Ta từng nghi ngờ bút đại đạo đang làm bậy, nhưng sau đó phát hiện hình như thứ này không có thực lực mạnh đến thế. Bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, khẽ nói, ta thật sự rất sợ.
Ngạn Bác im lặng một lúc rồi nói, không theo kịp ngươi nên sẽ bị lãng quên, đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì Bút Đại Đạo bỗng lên tiếng, Diệp Thiếu, chuyện này không liên quan gì đến ta, nguyên nhân là vì trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc chịu trách nhiệm. Cậu nói xem, cậu đã theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi? Đương nhiên, theo cậu nghĩ thì đó chỉ là đang kết bạn bình thường thôi, nhưng cậu có từng nghĩ, hành động của cậu sẽ khiến họ thích cậu không? Diệp Huyên chau mày, hành động gì? Bút Đại Đạo nói, ra vẻ ta đây giỏi. Diệp Huyên. Bút Đại Đạo lại nói, nếu chỉ ra vẻ ta đây không thôi thì sẽ là nông cạn, vấn đề là cậu không chỉ ra vẻ mà cậu thật sự lợi hại, hơn nữa, cậu còn rất rộng rãi, ta luôn nghĩ, nếu cậu đến Giải Ngân Hà thì sẽ là tai họa cho cô nương của Giải Ngân Hà. Nó dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Diệp Thiếu, có hứng thú đến Giải Ngân Hà dạo chơi không? Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Bút Đại Đạo nói, không tại sao cả, chỉ hỏi vậy thôi. Nếu cậu muốn đến Giải Ngân Hà, ta có thể mở cửa giúp cậu để cậu đến đó. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, Bút Huynh, tại sao ngươi lại muốn ta đến Giải Ngân Hà? Ngươi lạ lắm. Bút Đại Đạo im lặng. Diệp Huyên thấy Bút Đại Đạo im lặng thì càng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi tiếp, ngươi đừng ấp a ấp úng nữa, có chuyện gì thì nói thẳng ra không được sao? Bút Đại Đạo thở dài, Diệp Thiếu, cậu đến Giải Ngân Hà khuyên muội muội của mình đi. Nàng ấy ở Giải Ngân Hà thật sự quá nguy hiểm. Diệp Huyên nghe vậy thì chau mày, Thanh Nhi làm sao? Ngươi đừng dọa ta. Bút Đại Đạo nói, đại ca à, nàng ấy có thể làm sao chứ? Cậu nói nàng ấy có thể bị gì hả? Là Giải Ngân Hà nguy hiểm. Bây giờ tâm trạng nàng ấy không ổn định, ngày nào cũng đứng bên biển, không biết là đang nghĩ gì, vì đề phòng người khác không chọc giận đến nàng ấy, ta đã sắp sụp đổ rồi. Bây giờ chỉ cần có người xấu xuất hiện cách nàng ấy trong phạm vi 100 dặm thì ta sẽ lập tức giết chết đối phương, mục đích là vì không muốn có người chọc giận nàng ấy, để rồi nàng ấy sẽ tìm được lý do hoặc cái cơ hủy cả Giải Ngân Hà. Vấn đề là, cứ thế mãi cũng không phải là cách, vì ta có thể cảm nhận được, tâm trạng của nàng ấy càng ngày càng không ổn định, cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ phát điên mất. Tâm trạng không ổn định. Diệp Huyên chau mày, tại sao tâm trạng của Thanh Nhi không ổn định? Có phải các ngươi ức hiếp nó không? Địch. Bút Đại Đạo giận dữ nói, cha, ta gọi cậu là cha luôn đấy. Ta biết huynh muội cậu có tình cảm sâu đậm, nhưng cậu có thể nói chuyện có suy nghĩ chút được không? Ức hiếp nàng ấy, cậu nói thử ai ức hiếp được nàng ấy? Ai dám ức hiếp nàng ấy? Cha, cậu có thể đưa nàng ấy đi được không? Nếu cậu đưa nàng ấy đi thì ta có thế nào cũng được. Diệp Huyên. Diệp Huyên không quan tâm đến Bút Đại Đạo, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ. Cảm xúc Thanh Nhi không ổn định. Tại sao cảm xúc của Thanh Nhi lại không ổn định? Diệp Huyên đứng dậy, nhíu chặt mày. Ngạn Bác khẽ hỏi, sao vậy? Diệp Huyên nhìn Ngạn Bác, cô muốn quay về làm tộc trưởng không? Nếu muốn, vậy thì quay về, nếu không, cứ ở lại thư viện. Ngạn Bác trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, cho dù cô lựa chọn thế nào, nó cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Ngạn Bác ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, quan hệ gì? Diệp Huyên nhún vai, quan hệ mập mờ. Ngạn Bác tức giận trừng mắt nhìn Diệp Huyên, da mặt ngươi dày thật đấy, ta thèm vào. Nói xong, nàng ta lập tức quay người biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên lại không nhìn thấy, khi nàng ta quay người, miệng lại cười rộ. Diệp Huyên nhìn chân trời, khẽ nói, ta thật sự là trai hư mà. Nói rồi, hắn lắc đầu, sau đó nói, Bút Huynh, ta muốn gặp Thanh Nhi. Bút Đại Đạo nói, gặp mặt cách không sao. Diệp Huyên lắc đầu, đưa ta đến hệ Ngân Hà. Bút Đại Đạo lập tức nói, sắp xếp ngay. Vừa nói xong, Bút Đại Đạo bên hông Diệp Huyên đột nhiên rung lên, sau đó, thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên bỗng nói, Bút Huynh, chuyến này ta đi, nhớ đâu tông tộc gì đó đến gây chuyện với thư viện ta. Bút Đại Đạo lập tức nói, thư viện của ngươi, ta sẽ bảo vệ giúp, thời gian này, ai dám đến tìm ngươi kiếm chuyện, ông đây chỉnh đốn hắn cho ra hồn. Diệp Huyên. Bút Đại Đạo lại nói, chỗ ngươi đây cách hệ Ngân Hà quá xa, với thực lực của ta, không thể chuyển ngươi đi nhanh được, vì vậy, ngươi phải xuyên qua thời không, hơn nữa. Ngươi nhất định phải quay về trong vòng một canh giờ,
bởi vì thời gian trong hệ ngân hà và thời gian chỗ ngươi không giống nhau, ngươi quay về quá muộn sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện bên phía ngươi. Dứt lời, bút đại đạo bên hông Diệp Huyên đột nhiên rung lên, ngay sau đó, Diệp Huyên đã biến mất hoàn toàn. Một nơi nào đó trong thời không thần bí chưa biết, Diệp Huyên nhíu mày, lúc này hắn đang xuyên qua thời không với tốc độ vô cùng kinh người. Diệp Huyên thấp giọng nói, bút huynh, người bình thường không thể đến hệ ngân hà, đúng chứ? Bút đại đạo nói, đúng. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bút đại đạo nói, nơi này là chốn Niết Bàn, chủ nhân không cho bất kỳ ai đến đây làm phiền. Diệp Huyên tò mò, chủ nhân ngươi. Bút đại đạo nói, rất kỳ lạ sao? Diệp Huyên cười nói, đúng là có chút kinh ngạc, nói xem, chủ nhân ngươi lợi hại không? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, vấn đề này ngươi hỏi. Diệp Huyên lại hỏi, có lợi hại như Thanh Nhi không? Bút đại đạo. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, bút đại đạo bỗng nói, đến rồi. Bút đại đạo vừa dứt lời, Diệp Huyên lập tức đã xuất hiện bên bờ biển. Diệp Huyên chậm chậm mở hai mắt, hắn nhìn xung quanh một lượt, lúc này hắn đang đứng ở bên bờ biển, trước mặt là biển lớn mênh mông, mà cách đó không xa, có một cô gái mặc váy trắng đứng bên bờ biển giống hắn. Thanh Nhi. Nhìn thấy Thanh Nhi, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức tươi cười. Lúc này, Thanh Nhi chậm chậm quay người, khi nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh lùng của nàng lập tức dịu dàng hơn, tươi cười nói ca ca. Âm thanh vẫn mềm mại như nước. Diệp Huyên chậm bước đi đến trước mặt Thanh Nhi, hắn vươn tay phải, Thanh Nhi đặt tay phải vào trong tay hắn. Diệp Huyên nắm lấy tay Thanh Nhi nhẹ giọng nói, Thanh Nhất. Thanh Nhi đột nhiên lao vào trong lòng Diệp Huyên, nàng tựa đầu vào vai Diệp Huyên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy eo Diệp Huyên, cứ ôm như vậy, không nói gì. Thanh Nhi. Nàng chỉ là Thanh Nhi của một mình Diệp Huyên. Một lúc lâu sau, hai huynh muội ngồi trên một tảng đá lớn. Thanh Nhi tựa đầu vào vai Diệp Huyên, hai người nhìn chân trời phía xa, nơi đó, mặt trời đỏ rực dần hiện lên, đẹp không thể tả. Thanh Nhi bỗng nhẹ giọng nói, thật đẹp. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi gần kề ngay bên cạnh, khẽ nói, dạo này muội không vui, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hỏi, tại sao không vui? Đầu Thanh Nhi khẽ dụi vào vai Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, vô địch đến mức chẳng còn đối thủ rồi. Diệp Huyên. Bút đại đạo. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh có biết ta mạnh đến thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Thanh Nhi bỗng vươn tay chỉ vào vùng biển trước mặt, ca ca, huynh xem vùng biển này, nếu nói vũ trụ lớn thế nào, cụ thể khó nói được, nhưng ta có thể nói đại khái với huynh, một giọt nước, tương đương với một vũ trụ. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, vùng biển này mênh mông vô tận, cũng có nghĩa là, vũ trụ này. Thanh Nhi gật đầu, đây vẫn là vũ trụ hiện hữu, mà ngoài vũ trụ hiện hữu còn có vũ trụ khác, ta gọi là vũ trụ vô biên, vùng vũ trụ vô biên đó, thật sự là chân trời vô biên, không có ranh giới, tìm kiếm không thấy được điểm cuối. Diệp Huyên nhíu chặt mày, ngay cả muội tìm kiếm cũng không đến được điểm cuối. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta có thể. Nói rồi, nàng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay nàng, vũ trụ có rộng hơn nữa. Cũng không rộng bằng kiếm ta, vũ trụ có dài hơn nữa, cũng không dài bằng kiếm ta. Đối với ta mà nói, cho dù là vũ trụ hiện hữu hay là vũ trụ vô biên chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi dưới chân mà thôi. Diệp Huyên. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, nếu ta muốn, vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên này, chỉ một kiếm cũng có thể diệt được. Một kiếm tiêu diệt. Diệp Huyên lắc đầu cười, lợi hại. Thanh Nhi chớp mắt, cũng bình thường thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, Thanh Nhi cũng bắt đầu mặt dày hơn rồi. Thanh Nhi lại nói, ca ca, huynh còn chưa đi ra khỏi vũ trụ hiện hữu, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi khẽ nói, vậy ca ca, đường của huynh, vẫn còn dài lắm. Nói rồi, nàng khẽ cười, trái lại cũng là một chuyện tốt, như vậy, ta lại có thể ở bên huynh lâu hơn. Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Thanh Nhi, khẽ nói, Thanh Nhi. Nếu có một ngày ta vô địch, muội sẽ rời khỏi ta sao? Thanh Nhi im lặng. Bất giác Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, hai tay hắn nắm lấy vai Thanh Nhi, chân thành nói, trả lời ta.
Thanh Nhi khẽ cười, nếu huynh không muốn, ta sẽ không rời đi. Diệp Huyên cười nói, trước giờ muội chưa từng lừa ta, đúng chứ? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên khẽ cười nói, sao ta nỡ để muội rời xa chứ? Tay trái Thanh Nhi khẽ siết chặt tay Diệp Huyên, nàng tựa đầu vào vai Diệp Huyên, khẽ đáp, ca ca, cảm ơn huynh. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, cảm ơn ta cái gì? Thanh Nhi nhìn mặt trời ấm áp xa nơi chân trời, khẽ nói, cảm ơn huynh khiến ta cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh là có ý nghĩa, nếu không có huynh, sinh mệnh của ta, cũng chẳng có ý nghĩa gì, có huynh, ta sống mới có cảm giác thật sự là sống. Nói rồi, nàng khẽ dụi đầu vào vai Diệp Huyên, khàn giọng nói, cảnh mặt trời mọc này, ta đã xem rất nhiều lần rồi, trước giờ ta chưa từng cảm thấy đẹp, mà lúc này, ta cảm thấy mặt trời mọc đẹp vô cùng. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng bất giác nhếch lên khẽ cười xinh đẹp, có huynh, thật tốt. Vậy cứ để vũ trụ này tồn tại thêm một thời gian ngắn đi. Bút đại đạo. Bên bờ biển, hai huynh muội yên lặng ngồi đó. Gió biển thổi đến, làn váy khẽ bay, nàng tựa vào vai Diệp Huyên, phía xa biển trời như hòa làm một. Đẹp như tranh. Ở bên kia, một cô gái nhỏ đang nhìn hai huynh muội Diệp Huyên. Tóc cột đuôi ngựa, tay cầm một xiên kẹo hồ lô. Trên vai cô bé có một nhóc màu trắng ngồi trên vai. Chính là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn hai huynh muội Diệp Huyên, đó không phải là Tiểu Huyền Tử sao? Sao hắn lại đến? Nhóc màu trắng chớp mắt, khẽ vung tay, cũng không biết đang bày tỏ gì. Nhị Nha nhìn thiên mệnh, sau đó nói, hôm nay nể mặt Tiểu Huyền Tử, nên không đánh nàng ta. Đi! Nói xong, cô bé quay người chạy đi. Tiểu Bạch. Trên tảng đá lớn, Diệp Huyên khẽ nói, Thanh Nhi, đi theo muội, đúng là có cảm giác an toàn. Bút đại đạo. Thanh Nhi khẽ cười, đưa huynh đến một nơi. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó kéo Diệp Huyên đi về phía xa. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đi đâu? Thanh Nhi khẽ nhếch miệng, tạm giữ bí mật. Diệp Huyên khẽ cười nói, Thanh Nhi, sau này muội phải cười nhiều hơn, ta thích dáng vẻ vui vẻ của muội. Thanh Nhi gật đầu, ta chỉ cười ở trước huynh. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, có muội là điều hạnh phúc nhất đời này của ta. Thanh Nhi khẽ cười, nàng nắm chặt tay Diệp Huyên, trước kia, ta đã mất huynh một lần, mà bây giờ, ta sẽ không đánh mất huynh nữa. Huynh còn sống, chư thiên vạn giới sẽ không tổn hại, nếu huynh chết, chư thiên vạn giới phải chôn cùng. Nói rồi, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn, ánh mắt ấy không biết là đang nhìn ai. Bên hông Diệp Huyên, bút đại đạo khẽ chuyển động. Diệp Huyên cảm thấy ấm áp trong lòng, không thể không nói, cảm giác được người ta cưng chiều thật tốt. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi, ta đã thành lập một học viện. Nói rồi, hắn nói ra mục tiêu của thư viện Quan Huyên và bản thân. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, thay đổi vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, muội cảm thấy được không? Thanh Nhi im lặng một lúc rồi nói, kiếm đạo nhân gian, đương nhiên là được, dùng tín ngưỡng chúng sinh làm kiếm đạo này không tầm thường. Không tầm thường. Diệp Huyên vui mừng trong lòng, vội hỏi tiếp, nếu tu luyện đến trình độ cao nhất, so với Thanh Nhi thì thế nào? Thanh Nhi chớp mắt, chuyện này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Thanh Nhi, muội cứ nói thật. Thanh Nhi im lặng một hồi rồi nói, nếu tu luyện đến trình độ cao nhất, hẳn là còn có thể. Còn có thể. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Thanh Nhi nhìn vẻ mặt Diệp Huyên, vội nói, dùng tâm niệm chúng sinh làm kiếm đạo này, nhất định không tầm thường, nếu huynh tu luyện đến trình độ cao nhất, chắc chắn sẽ không yếu hơn ta. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, không nói gì. Thanh Nhi do dự chốc lát rồi nói, ta nói đều là lời thật lòng. Không hề nói dối nửa lời. Nói rồi, nàng chỉ vào bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, không tin, huynh cứ hỏi nói. Bút đại đạo vội run rẩy nói, đúng đúng, Diệp thiếu, lời muội muội ngươi nói chắc chắn là thật, ta dùng tính mạng để cam đoan, ngươi cứ tin nàng ấy đi. Nó như muốn khóc đến nơi rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Thanh Nhi, ngươi cứ chiều ta vậy. Thanh Nhi giúp Diệp Huyên chỉnh lại vạt áo hỗn loạn trước ngực. Sau đó khẽ nói, đời này kiếp này, chỉ cưng chiều một mình huynh. Diệp Huyên nắm chặt tay Thanh Nhi,
hai huynh muội cứ như vậy đi về phía xa. Ở bên kia, một cô gái đang nhìn hai huynh muội Diệp Huyên. Người này chính là Dương Liêm Sương, phó tông chủ đương nhiệm của Ngân Hà Tông, thế lực mạnh nhất của hệ Ngân Hà. Ở bên cạnh Dương Liêm Sương, có 9 người đi theo, 9 người này đều là những người có quyền thế của hệ Ngân Hà. Dương Liêm Sương nhìn hai huynh muội Diệp Huyên ở phía xa, có biết tại sao ta dẫn theo 9 người các ngươi tới không? 9 người đều lắc đầu. Dương Liêm Sương nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, nhìn thấy thiếu niên kia không? 9 người gật đầu. Dương Liêm Sương nói, nhớ rõ dáng vẻ hắn, nhớ cho kỹ. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. 9 người cũng ngây người. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói, hắn là thiếu tông chủ Ngân Hà Tông, cũng là chủ nhân tương lai của Ngân Hà Tông. Nghe vậy, 9 người đều kinh sợ. Từ khi Ngân Hà Tông thành lập tới nay đã thống trị cả hệ Ngân Hà với tốc độ kinh người, mà cả hệ Ngân Hà cũng bởi vì Ngân Hà Tông mà dần dần tiến vào thời đại tu tiên. Nhưng người trong Ngân Hà Tông lại chưa từng nhìn thấy tông chủ. Đối với vị tông chủ này, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, mà lúc này, Dương Liêm Sương lại nói thiếu niên kia chính là tông chủ tương lai của Ngân Hà Tông. Ở phía xa, Dương Liêm Sương lại nói, chớ có làm phiền bọn họ. 9 người khẽ thi lễ với Diệp Huyên ở phía xa, sau đó lặng lẽ rời đi. Thanh Nhi đưa Diệp Huyên đến dưới chân núi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ngọn núi, mây trôi lượn lờ trên đỉnh, mờ mịt khó lường. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Thanh Nhi lắc đầu, chưa. Diệp Huyên lại nói, được. Hai huynh muội đi lên trên núi. Trên đường, Diệp Huyên bỗng hỏi, Thanh Nhi, tại sao chúng ta phải đi bộ mà không bay? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, mỗi khi ở cùng huynh, đều vô cùng quý giá. Bất giác Diệp Huyên lo sợ trong lòng, Thanh Nhi, muội nói như vậy, như thể muốn ly biệt mãi mãi vậy, ta. Thanh Nhi khẽ cười, không cần lo lắng, thế gian này, không ai có thể giết được ta, còn về chuyện ly biệt, chuyện này, đúng là chúng ta phải ly biệt một thời gian. Diệp Huyên vội nói, tại sao? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn, bởi vì ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị, ta muốn đi kiểm chứng xem sao. Diệp Huyên hiếu kỳ, chuyện gì? Thanh Nhi im lặng. Diệp Huyên chớp mắt, có phải có hơi khó giải thích rõ không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy thì không cần giải thích, đợi thực lực ta đủ mạnh rồi. Tự nhiên ta sẽ hiểu, đúng chứ? Thanh Nhi khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, ca ca, huynh không cần phải áp lực lớn như vậy, nếu có một ngày, huynh cảm thấy cuộc sống khổ cực thì không cần phấn đấu nữa. Thứ gọi là vô địch cũng không khó khăn gì cả, nếu huynh nguyện ý, ta cho huynh một luồng kiếm khí, huynh sẽ trở thành vô địch thế gian. Diệp Huyên đảo mắt, Thanh Nhi, muội như vậy, sẽ khiến đạo tâm ta hỏng mất. Thanh Nhi khẽ cười rạng rỡ, được, vậy huynh cứ nỗ lực đi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn tin lời Thanh Nhi nói, nếu Thanh Nhi cho hắn một luồng kiếm khí, chắc chắn hắn sẽ vô địch thế gian, nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu thật sự của hắn là đạt đến trình độ của Thanh Nhi. Dựa vào Thanh Nhi vô địch, thì vĩnh viễn hắn không thể đạt đến trình độ như Thanh Nhi được. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh, a, mọi người xem, hai người bên kia kìa. Người đàn ông kia thật đẹp trai, cô gái kia, trời ạ, thế gian này lại có người đẹp như vậy sao? Nghe thấy âm thanh, Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, cách đó không xa, có hai cô gái đang nhìn hắn và Thanh Nhi. Hai cô gái này ăn mặc khác hoàn toàn với vũ trụ của hắn, cô gái bên trái mặc một áo ngắn bó sát, áo ôm sát vào phần ngực, bởi vì quá chật nên khiến trước ngực cô gái trông khá đồ sộ, kích thước cỡ chừng cả quả dưa hấu. Áo rất ngắn, vừa đến ngang bụng, vì vậy, rốn cô gái cũng lộ hẳn ra ngoài, mà phần bụng phẳng lì, vòng eo thon gọn, chỉ nhìn vóc dáng này cũng đủ khiến vô số đàn ông mê hoặc rồi. Phần dưới bụng còn mê người hơn, vì lịch sự. Ánh mắt Diệp Huyên chỉ lướt nhanh qua, nhìn đến hai chân cô gái, hai chân thon dài lại được chiếc quần dài ôm lấy, nó càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân kia. Ngoại hình cô gái cũng rất đẹp, tóc dài khẽ bay bay, vừa gợi cảm lại vừa có chút tiên khí. Bên cạnh cô gái này còn có một cô gái mặc quần vận động, vẻ ngoài cô gái này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng chẳng thua kém mấy, cô ta đeo túi nhỏ,
lúc này đang tò mò nhìn Diệp Huyên và Thanh Nhi lời vừa nãy, chính là do cô ta nói. Nhìn thấy Diệp Huyên nhìn qua, cô gái đeo túi lập tức phấn khích nói, chị Mục Nguyệt, anh ta đang nhìn chúng ta. Chị nhìn cách anh ta ăn mặc kìa, chắc đang đóng phim rồi, nếu thế thì có lẽ cũng biết chị, em dám cá là anh ta sẽ tìm chị xin chữ ký. Cô gái tên Mục Nguyệt liếc nhìn Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên rời tầm nhìn, hắn kéo Thanh Nhi ở bên cạnh tiếp tục đi lên đỉnh núi. Thấy hai người Diệp Huyên rời đi, Mục Nguyệt chợt ngây người, lúc này, cô gái bên cạnh cô ta bỗng kinh ngạc nói, anh ta không biết chị Mục Nguyệt sao? Không phải chứ? Lúc này, Mục Nguyệt kia đột nhiên bước nhanh đi về phía xa, rất nhanh sau đó, cô ta đã đến trước mặt hai người Diệp Huyên, quan sát hai người Diệp Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, hai người thích Cổ Phong sao? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, Cổ Phong. Mục Nguyệt nói, anh mặc như vậy rất ra dáng công tử cổ trang. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, xem như vậy đi. Mục Nguyệt nhìn Diệp Huyên, anh có thích đóng phim không? Nếu anh đồng ý, chắc chắn sẽ rất nổi. Đóng phim. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, cô nương, ta không có hứng thú với chuyện đóng phim. Nói xong, hắn kéo Thanh Nhi muốn rời đi, Mục Nguyệt đột nhiên nói, anh không biết tôi. Diệp Huyên nhìn Mục Nguyệt, không biết. Mục Nguyệt nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô nương, ta đến từ thế giới khác. Vẻ mặt Mục Nguyệt bình tĩnh, đến từ sao hỏa sao? Sao hỏa? Diệp Huyên cười nói, cô nương, đây là lần đầu tiên ta đến hệ Ngân Hà. Không biết rõ về nơi này, vì vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta có rất nhiều điểm bất đồng, vì vậy. Vớ vẩn. Mục Nguyệt nhíu mày, có phần không vui, nếu anh không đồng ý thì cứ nói thẳng, hà tất phải nói mấy cái này lừa tôi làm gì? Anh thấy tôi. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên vung tay áo, một luồng kiếm quang bay ra. Ầm. Ngọn núi lớn cách đó nghìn trượng đột nhiên hóa thành cho bụi. Thấy vậy, Mục Nguyệt lập tức sững sờ tại chỗ, vẻ mặt cô ta vô cùng kinh sợ nhìn Thanh Nhi, cô là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Không, cô hẳn là một vị đại kiếm tiên đúng chứ? Đại kiếm tiên. Thanh Nhi chợt ngây người, sau đó, nàng quay người nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng ca. Ta là đại kiếm tiên đấy. Diệp Huyên chân thành nói, lợi hại. Hai huynh muội nhìn nhau cười. Lúc này, bọn họ tựa như quay về thuở đầu. Mục Nguyệt ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, anh cũng là kiếm tiên sao? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, đâm thẳng tầng mây. Mục Nguyệt nhìn thanh kiếm nơi chân trời. Run rẩy nói, anh, xem ra anh còn lợi hại hơn em gái anh nữa. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên, dưới tam kiếm, ta vô địch, trên tam kiếm, ta cũng vô địch. Nói xong, hắn nhìn Thanh Nhi, đúng chứ? Thanh Nhi chớp mắt, sau đó giơ ngón cái, cười ngọt ngào ca, mãi đỉnh. Ha ha! Diệp Huyên cười lớn một tiếng, sau đó kéo Thanh Nhi đi về phía đỉnh núi. Hai người Mục Nguyệt đứng tại chỗ như hóa đá. Qua một lúc rất lâu, Mục Nguyệt mới định thần lại, run giọng nói, thật sự là kiếm tiên. Bọn họ thật sự là kiếm tiên. Tuy hệ Ngân Hà đã bước vào thời đại tu tiên, nhưng, kiểu như kiếm tu thì thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa, một kiếm đã lật đổ cả một ngọn núi lớn, bọn họ chỉ từng thấy trên phim ảnh mà thôi. Nhân dân thật sự có kiếm tiên. Mục Nguyệt sững sờ một lúc lâu. Sau đó nói, đi. Đến đỉnh núi Thanh Loan. Nói rồi, cô ta điên cuồng chạy về phía đỉnh núi. Diệp Huyên kéo Thanh Nhi lên đến đỉnh núi. Ngay khi đạp chân lên đến đỉnh núi, Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng mở, mênh mông bát ngát, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, hướng mắt ra xa, ở gần đó, có một gốc cổ thụ chọc trời sừng sững. Bên cạnh gốc cổ thụ là một dòng thác, nước từ trên núi đổ ào xuống bể. Bọt nước văng tung tóe. Dưới chân là một con đường đá nhỏ, điểm cuối con đường nhỏ là trước gốc cổ thụ kia, phía trên cây cổ thụ có một căn nhà gỗ. Trước cửa căn nhà gỗ có một con chó con, mà lúc này, con chó đang lạnh run rẩy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, đây là... Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ phía xa, huynh biết người bên trong là ai không? Diệp Huyên lắc đầu.
Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, chủ nhân cây bút kia. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn quay đầu nhìn căn nhà gỗ kia, trong căn nhà gỗ này lại là chủ nhân của bút đại đạo. Một người vô cùng siêu cấp. Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ kiếm. Kiếm. Diệp Huyên có phần khó hiểu, lúc này, cửa gỗ bỗng nhiên mở tung, một thanh kiếm chậm chậm bay ra. Thấy kiếm này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức bay vào trong tay hắn. Kiếm Thanh Huyên so với trước kia không thay đổi quá nhiều, nhưng, trên kiếm Thanh Huyên có thêm một chữ, nhân. Nhân. Thanh Nhi ở bên cạnh khẽ nhíu mày, chỉ có một chữ. Chẳng phải ngươi có sáu sao. Vừa nói xong, nàng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Ầm. Thoáng chốc, một luồng áp lực kinh khủng lập tức bao phủ cả đỉnh núi này. Trước căn nhà gỗ, chú chó con kia lại lập tức run rẩy dữ dội, sợ hãi cực độ. Lúc này, một tiếng thở dài vang lên từ trong căn nhà gỗ, thực lực hắn quá yếu, không thể khống chế được lục tự chân ngôn, ngay cả chữ nhân nhỏ nhất, nhưng trước mắt hắn cũng không thể khống chế được. Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ, không nói gì. Âm thanh kia lại nói tiếp, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi hẳn cũng biết rõ, từ khi bắt đầu đến hiện tại, ta không hề làm chuyện gì có lỗi với hai huynh muội ngươi. Thanh Nhi nhìn nhà gỗ một lúc lâu, sau đó kéo tay Diệp Huyên xoay người rời đi, năm đó, ngươi đã để lại một cơ hội sống cho ca ca ta, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. Sạch sẽ rồi. Rất nhanh chóng, hai huynh muội đã biến mất nơi xa. Lúc lâu sau, trong căn nhà gỗ, tiếng thở dài lại vang lên, ta sống cũng khốn khổ thật. Một lúc sau, cánh cửa nhà gỗ mở ra. Một người đàn ông bước ra, khẽ xoa chú chó con nằm dưới cửa, sau đó cười nói, A Hoàng, chúng ta đi thôi. Nói xong cất bước đi về phía xa. Thanh Nhi dẫn Diệp Huyên đến bên bờ biển lúc nãy, hai huynh muội chậm rãi dạo bước. Thanh Nhi khẽ nói ca, huynh nên quay về rồi. Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn Thanh Nhi, muội phải đi rồi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Thanh Nhi khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên trừng mắt nhìn Thanh Nhi, được rồi, ta không hỏi. Thanh Nhi bỗng nhiên ôm lấy Diệp Huyên, đầu tựa vào trước ngực Diệp Huyên, ca, ta ở cuối con đường võ đạo đợi huynh, đừng để ta đợi quá lâu, bởi vì, rất cô độc. Diệp Huyên khẽ cười, nhất định. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta tin huynh. Nói rồi, nàng mở lòng bàn tay, tiểu tháp đã xuất hiện trong tay nàng, nàng đưa tiểu tháp cho Diệp Huyên, tháp này, ta đã cải tạo rồi, huynh cứ giữ lấy. Diệp Huyên liếc nhìn tiểu tháp, sau đó cười nói, tiểu tháp, đã lâu không gặp. Tiểu tháp không trả lời. Thanh Nhi nhíu mày, tiểu tháp vội nói, chủ nhân, ta nhớ người muốn chết. Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp đúng là giả tạo. Thanh Nhi khẽ cười, ca, quay về đi. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, bên cạnh ta còn có một nha đầu, tên Thanh Khâu, muội có biết lai lịch nàng ta không? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyên vội hỏi, nàng ta là? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, trước kia nàng ta từng vì huynh mà bảo vệ Tam Duy, trấn áp Tứ Duy. Từ khi vũ trụ khai sinh đến nay, một người duy nhất có thể đạt đến trình độ như ta trên con đường kiếm đạo chính là nàng ta. Nói xong, nàng khẽ dừng lại rồi nói tiếp, chỉ là có khả năng. Diệp Huyên kinh ngạc. Đạt đến trình độ của Thanh Nhi. Có khả năng. Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng, trước giờ Thanh Nhi chưa từng coi trọng ai cả. Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt Diệp Huyên bỗng thay đổi. Hắn run giọng nói, nàng ta chính là muội. Thanh Nhi lắc đầu, ta trước kia chính là nàng ta. Diệp Huyên. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, đối xử với nàng ta cho tốt, trước kia nàng ta đã rất khổ, mười mấy vạn năm trước, mỗi ngày nàng ta trải qua như một năm, cảm giác cô độc và dày vò. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ đối xử tốt. Thanh Nhi khẽ vung tay phải, thân thể Diệp Huyên lập tức bắt đầu trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, hắn đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất, vẻ mặt Thanh Nhi dần trở nên lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc này,
Thanh Nhi rời tầm mắt, quay đầu nhìn cách đó không xa, nơi đó có một cô bé nhỏ đang đứng, chính là Nhị Nha, trên vai Nhị Nha là Tiểu Bạch. Nhìn thấy Thanh Nhi nhìn qua, Nhị Nha khẽ giật mí mắt, vừa nãy chẳng phải nàng ta còn rất dịu dàng sao? Sao thoáng chốc đã thay đổi rồi? Tiểu Bạch chớp mắt, tay nhỏ vung vẩy, cũng không biết đang muốn nói gì. Thanh Nhi nhìn Nhị Nha, không nói gì. Nhị Nha do dự chốc lát rồi nói, chỉ là qua đường. Nói xong, cô bé quay người chạy đi. Không lâu sau, Diệp Huyên đã quay về thư viện Quan Huyên. Sau khi quay về thư viện, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trên chuôi kiếm Thanh Huyên, chữ nhân kia rất bắt mắt. Diệp Huyên trầm giọng nói, Bút Huynh, có thể nói về xem chữ này là thế nào không? Bút Đại Đạo nói, chữ nhân trong Lục Tự Chân Ngôn, chữ này sở hữu lực lượng nhân gian rất đáng sợ, cũng giống với lực lượng nhân gian của ngươi, chữ này do vô số tiên thánh dùng cả đời ngưng tụ mà thành, thành tâm, thành nhân, chỉ có người nhân nghĩa mới có thể kích hoạt chữ này. Chủ nhân đưa chữ này cho ngươi, rõ ràng là chủ nhân đã công nhận chuyện ngươi muốn làm hiện tại. Lực lượng nhân gian. Diệp Huyên im lặng một lúc, đột nhiên hắn kích hoạt kiếm Thanh Huyên. Bù. Kiếm Thanh Huyên bỗng phát ra tiếng kêu vang dội, sau đó, chữ nhân trên chuôi kiếm bỗng rung chuyển, ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh người len lỏi vào trong kiếm Thanh Huyên. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, lúc này, hắn cảm nhận là toàn thân hắn như muốn vỡ vụn, hắn sợ hãi trong lòng, vội dừng lại. Sức mạnh kinh người kia lập tức lan ra như thủy triều. Diệp Huyên hít lấy một hơi, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, ánh mắt vô cùng khó tin cái này. Bút Đại Đạo nói, vừa nãy ngươi kích hoạt lực lượng nhân gian, còn chưa đủ một phần, mà ngươi bây giờ, ngay cả một phần lực lượng nhân gian cũng không thể khống chế được. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trong lòng vẫn kinh sợ như cũ, uy lực của chữ này lại kinh khủng đến vậy, mà chữ này còn là chữ yếu nhất trong Lục Tự Chân Ngôn nữa. Có thể tưởng tượng được, năm chữ còn lại đáng sợ đến nhường nào. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, còn đường bản thân đi vẫn còn dài. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên khẽ vùng kiếm Thanh Huyên, trong lòng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, công năng trước kia của kiếm Thanh Huyên vẫn còn, hơn nữa, còn trở nên kinh khủng hơn. Có kiếm Thanh Huyên, hắn có thể xuyên qua vũ trụ tự do, không quan tâm đến vật cản không gian vũ trụ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, kiếm Thanh Huyên này hình như còn trở nên bén nhọn hơn. Bén nhọn. Nghĩ đến đây, hắn cầm kiếm vung mạnh lên thân mình. Bù. Vừa vung kiếm, chiến giáp của Nhị Nha lập tức xuất hiện vết kiếm mờ nhạt. Có thể tổn thương nó. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức vui mừng không thôi, ngay cả chiến giáp của Nhị Nha cũng có thể đả thương được, thì thế gian này còn có gì mà kiếm Thanh Huyên không thể phá. Trang bị phòng ngự tốt nhất và tấn công tốt nhất đều nằm trong tay hắn cả. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không nhịn được khẽ cười. Cảm giác vô địch lại quay về rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Huyên đã lập tức cảnh giác, không thể có suy nghĩ này được, bình thường mỗi khi có suy nghĩ này, thì chưa đến 3 ngày bản thân đã gặp phải chuyện nguy hiểm rồi. Phải khiêm tốn. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn cười nói, tiểu tháp, đã lâu không gặp rồi. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta có thể nói vài câu thật tâm không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Ta là người dân chủ mà. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, nói một câu có thể không mấy khiêm tốn, hiện tại ta chính là đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới, ta cảm thấy ta đi theo người có hơi kiểu có tài không được phát huy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng là vậy thật. Tiểu tháp nghiêm túc nói, tiểu chủ, người đã nghe qua câu này chưa? Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, câu gì? Tiểu tháp nói, ở hệ Ngân Hà, có lưu truyền một câu. Là, vô địch có tam kiếm, dưới tam kiếm thì nhìn tiểu tháp. Diệp Huyên. Bút Đại Đạo. Tiểu hồn. Vô địch nhìn tam kiếm, dưới tam kiếm nhìn tiểu tháp. Nghe thấy câu này của tiểu tháp, Diệp Huyên cũng im lặng. Tiểu tháp quả nhiên chém gió nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng chẳng phải chém gió bình thường, đương nhiên, hắn hiểu được, đừng nói đến tiểu tháp, ngay cả hắn dù chỉ đi theo Thanh Nhi một thời gian. Hắn cũng cảm thấy người khắp thiên hạ này đều là đám kiến lâu la. Ngay lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, suy nghĩ của ta bây giờ,
là ta muốn tự lập môn hộ. Tự lập môn hộ. Tiểu hồn không nhịn được nói, tiểu tháp, ngươi, đừng như vậy. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn ngông cuồng như vậy, như thực lực cũng chẳng cho phép mà. Tiểu hồn. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, để tránh khiến người cảm thấy ta đang ra vẻ, chúng ta có thể rèn luyện một chút, rèn luyện hữu nghị xem, người yên tâm, nể mặt chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ, ta sẽ không ra tay giết người đâu. Rèn luyện một chút. Diệp Huyên cười nói, có thể rèn luyện một chút. Tiểu tháp nói, đổi nơi. Diệp Huyên gật đầu, được. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa tiểu tháp biến mất tại chỗ, sau đó, hắn và tiểu tháp đã xuất hiện ở một vùng tinh vực chưa biết. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó cứ nói, tiểu tháp, ta dùng tiểu hồn đánh ngươi, không vấn đề gì chứ. Tiểu tháp cười ha ha, ta vô địch, người cứ tùy ý. Diệp Huyên. Âm thanh của bút đại đạo lập tức vang lên, ông đây trước giờ chưa từng thấy tháp nào ngông cuồng như vậy, làm trò gì vậy chứ? Tiểu tháp khinh thường khẽ cười, một cây bút thấp kém, mà cũng dám mình phẩm ta, đúng là nực cười, cho dù là người hay vật, điều đáng tiếc nhất chính là trong lòng bản thân không biết tính toán, cũng chính là vô tri, bút đại đạo vô tri như ngươi, có biết ông đây là ai không? Tháp, đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới này, trước có tiểu tháp ta sau có trời, ngươi hiểu không? Diệp Huyên. Chết tiệt. Bút đại đạo đột nhiên không nhịn được nữa, trước có ngươi sau có trời. Ngươi điên rồi sao? Tiểu tháp lạnh giọng đáp, vô chi. Bút đại đạo. Diệp Huyên ở bên cạnh lắc đầu khẽ cười, tiểu tháp, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi ra tay trước đi. Vì ta sợ mình ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Diệp Huyên cười ha ha, được. Vừa nói xong, hắn đột nhiên vươn người, mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, Diệp Huyên đưa tay ra cầm một kiếm. Bù! Thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra, chớp mắt, Diệp Huyên lập tức nhảy ra vũ trụ hiện hữu. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp bên trong vũ trụ hiện hữu, vừa suy nghĩ, thoáng chốc, bốn tàn ảnh kiếm quang lập tức chém vào người tiểu tháp. Sát na vô địch. Hơn nữa còn là sát na vô địch do kiếm Thanh Huyên thi triển. Đây gọi là một kiếm toàn lực của Diệp Huyên. Thế giới hiện hữu, ngay khi bốn tàn ảnh kia xuất hiện, tiểu tháp lập tức kinh sợ, chết tiệt, chết tiệt. Sau đó, xung quanh tiểu tháp, mọi thứ đều bị tiêu diệt. Mấy chục triệu tinh vực, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cũng may đây là một vùng tinh vực tĩnh mịch, nếu không, không biết có bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt rồi. Răng rắc, lúc này, âm thanh nứt vỡ bỗng vang lên từ trong sân. Quanh người tiểu tháp càng lúc càng có nhiều vết nứt, chớp mắt, cả người tiểu tháp đều đầy vết nứt, trông rất kinh người. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ. Ngươi làm thật à? Diệp Huyên cười nói, tiểu tháp, thật xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại dễ vỡ đến vậy, cũng may. May là vì ta chỉ dùng hai phần sức lực, nếu dùng nhiều hơn thì tiểu tháp đã. Nói đến đây, hắn cũng chẳng nói thêm. Tiểu tháp. Diệp Huyên đi đến trước mặt tiểu tháp, nhìn vết nứt khắp người tiểu tháp, hắn thấp giọng thở dài, tiểu tháp, tại sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, ai ra, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ngươi tự mình đi lập môn hộ đi. Dù sao, bây giờ ngươi đi cùng ta. Hình như cũng không có tác dụng gì quá nhiều. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu tháp đứng tại chỗ do dự chốc lát rồi nói, tiểu chủ, vừa nãy thật ra ta chỉ là nói đùa thôi, ta. Diệp Huyên đã biến mất hoàn toàn ở nơi xa. Tiểu tháp. Diệp Huyên quay về thư viện Quan Huyên, hắn nằm dài trên ghế, vắt hai chân, đọc sách. Thời gian này, hắn càng lúc càng thích đọc sách. Bởi vì mỗi lần đọc sách, đều có thể khiến tâm hắn bình tĩnh lại nhanh chóng, hắn thích trạng thái an tĩnh này của bản thân. Lúc này, tiểu hồn bỗng nói, tiểu chủ, tiểu tháp thích chém gió. Nhưng nó không có ý xấu. Tiểu hồn vẫn không mong Diệp Huyên bỏ lại tiểu tháp, bởi vì nàng ta và tiểu tháp đã quen nhau từ lâu, cũng xem như là bạn bè thật sự, tuy tiểu tháp nhiều lúc chém gió rất mạnh tay. Nghe thấy lời này của tiểu hồn, Diệp Huyên buông sách trong tay xuống.
cười nói, ta biết. Tiểu hồn cười ha ha, tiểu chủ là cố ý châm chọc nó, đúng chứ? Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, cười nói, tiểu hồn, hiện tại ngươi thông minh rồi nhỉ? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, thật ra ta cũng rất nhớ người, với cả tháp nhỉ, nó ở hệ Ngân Hà, cũng thường nói về tiểu chủ, nói chung, có thể nhìn thấy người, thật tốt. Diệp Huyên khẽ cười, có thể gặp được các ngươi, ta cũng rất vui. Đương nhiên hắn không giận tiểu tháp và hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn lại vì chút chuyện nhỏ này mà giận tiểu tháp sao? Lúc này, Thanh Khâu từ bên kia đi đến, nàng ấy đi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó lấy trà trong tay đưa đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, ca ca, uống trà. Ca ca. Không phải thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, hắn khẽ cười, sau đó đứng dậy, khẽ nói, ngồi bên cạnh ta. Thanh Khâu gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, hai tay nàng ấy rất tự nhiên ôm lấy tay Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ cười nói, nha đầu, dạo này có mệt không? Thanh Khâu lắc đầu, không mệt. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu chớp mắt, sao vậy? Diệp Huyên khẽ cười, vậy mà đã lên thượng cổ thần cảnh rồi đấy. Thanh Khâu khẽ nhếch miệng, lợi hại không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, rất lợi hại. Gương mặt Thanh Khâu tươi cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Thanh Khâu, cười nói, khi nào thì đạt đến tổ thần cảnh. Thanh Khâu chớp mắt, ta không nói cho huynh. Diệp Huyên trừng mắt nhìn. Thanh Khâu cười hì hì, sau đó đứng dậy, ca ca, ta làm việc đây. Nói xong, nàng ấy quay người nhảy chân sáo đi về phía xa, rất vui vẻ. Nhìn Thanh Khâu ở phía xa, ánh mắt Diệp Huyên có chút phức tạp, Thanh Nhi. Nói rồi, hắn chậm chậm nhắm hai mắt. Bi kịch trước kia, hắn chắc chắn sẽ không cho phép lặp lại. Tất cả mọi người đều phải sống tốt. Ngay lúc này, tiểu tháp xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, tiểu tháp do dự, sau đó nói tiểu chủ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp chủ động bay đến trong tay hắn, tiểu tháp, ở hệ Ngân Hà chơi vui không? Tiểu tháp nhanh nhỏ nói, vui, hệ Ngân Hà chơi rất vui. Còn có nhị nha và tiểu bạch, chỉ là nhị nha cứ thích chọc thiên mệnh tỷ tỷ, cả ngày cứ bị đánh. Diệp Huyên cười ha ha. Thật ra, lần này đến hệ Ngân Hà hắn cũng có chút tiếc nuối, bởi vì chưa tìm hiểu hệ Ngân Hà, lại càng không gặp được nhị nha và tiểu bạch. Đối với nhị nha và tiểu bạch, hắn cũng rất nhớ. Diệp Huyên bỗng hỏi, bút huynh, tại sao chủ nhân ngươi không cho người ngoài tiến vào hệ Ngân Hà? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, văn minh võ đạo ở hệ Ngân Hà rất thấp, nếu để người bên ngoài tiến vào trong, sẽ đe dọa rất lớn cho thế giới đó, vì vậy, chủ nhận ra lệnh cấm, không cho bất kỳ kiếm tu nào tiến vào hệ Ngân Hà, mãi đến khi. Diệp Huyên cười nói, mãi đến khi nhị nha và tiểu bạch đến nơi đó, đúng chứ? Bút đại đạo cười nói, đúng vậy, hiện tại hệ Ngân Hà đã dần dần kết nối với thế giới bên ngoài, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, ôi tương đương. Diệp Huyên khẽ cười, không cần lo lắng, sau này, hệ Ngân Hà do ta quản. Bút đại đạo. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, bấm tay tính toán, người của tông tộc chắc cũng sắp đến rồi. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng rời tầm mắt, hắn nhìn trước cửa phía xa, nơi đó, có một thanh niên đang chậm rãi bước đến. Diệp Huyên nhìn thanh niên, cười nói, tông tộc. Thanh niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, tự ta giới thiệu, tại hạ là thất thiếu gia tông tộc. Thất thiếu gia. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thì ra là thất thiếu gia, nghe danh đã lâu. Ánh mắt thất thiếu gia có chút kinh ngạc, người biết ta. Diệp Huyên cười nói, có nghe qua. Thất thiếu gia rất hứng thú, tại hạ từng nghe thấy ta ở đâu. Diệp Huyên cạn lời. Cái tên ngây ngốc như ngươi, ông đây chỉ khách sáo một chút mà ngươi đã hỏi nhiều như vậy rồi. Diệp Huyên khẽ cười, lúc trước cửu thiếu gia có nói, hắn nói, trong tộc người có thể đe dọa đến vị trí thế tử của hắn, chỉ có một người, chính là thất thiếu gia ngươi, người như ngọc, thế vô song. Thất thiếu gia cười ha ha, cửu đệ này của ta, tuy con người vô tích sự, nhưng con người cũng khá thành thật. Nói rồi, gã ta ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên. Sau đó cười nói, Diệp Huyên, ta đã điều tra về ngươi, ta biết,
Sau lưng ngươi có hai vị kiếm tu thần bí, thứ nhất là người đàn ông áo xanh, thứ hai là cô gái váy trắng, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thất thiếu gia cười nói, hai người này là chỗ dựa lớn nhất của ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó thành thật nói, không sai. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta muốn gặp bọn họ. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Thất thiếu gia khẽ cười, trông người rất kinh ngạc, ta nói lại lần nữa, ta muốn gặp bọn họ. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi chính là người mà tông tộc cử đi lần này đến nhắm vào ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, được. Thất thiếu gia nhíu mày, được cái gì? Diệp Huyên chớp mắt, cười nói, ta thích nhất là kẻ địch như ngươi vậy. Ha ha! Nghe thấy lời của Diệp Huyên, thất thiếu gia lập tức bật cười. Nhìn thấy thất thiếu gia cười lớn, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nhẹ nhàng uống linh trà mà Thanh Khâu đưa cho hắn. Trực tiếp giết chết. Đương nhiên hắn có thể làm được. Nhưng, như vậy có chút tẻ nhạt. Bởi vì trực tiếp giết chết thất thiếu gia, tông tộc cũng sẽ không bỏ qua như vậy, trái lại, sẽ phái kẻ địch mạnh hơn nữa đến. Nếu đã như vậy, người trước mắt này có thể giết từ từ, để bản thân tranh thủ chút thời gian, để bản thân thư thả chút, tránh lại để xuất hiện mấy chuyện xấu hổ. Lúc này, thất thiếu gia lắc đầu cười, Diệp công tử, người đang xem thường ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không, mà ngược lại, ta rất tôn trọng thất thiếu gia. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, bởi vì thất thiếu gia có khí phách của đại gia tộc, thực lực tông tộc mạnh gấp trăm lần ta, nhưng thất thiếu gia đến đây, lại không hề kiêu căng, không giống như cửu thiếu gia, giơ tay nhấc chân đều mang theo thái độ ngạo nghễ. Còn thất thiếu gia thì khác, thất thiếu gia khí độ bất phàm, bình dị dễ gần, là thiếu gia đại tộc trong lòng ta. Dù chết trong tay thất thiếu gia, Diệp Huyên ta cũng không oán, không hận. Thất thiếu gia cười ha ha, Diệp Huyên, con người ngươi, thực lực tuy hơi yếu, nhưng làm người lại rất thành thật, đáng tiếc, ngươi lại phạm phải thiên uy tông tộc ta, nếu không, ta cũng có thể nhận ngươi làm môn khách, đưa ngươi đến tông tộc ta. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, nếu hôm đó gặp được thất thiếu gia, Diệp Huyên ta cũng không đến nỗi đã sai càng thêm sai. Nói rồi, vẻ mặt hắn trở nên có chút oán giận, thất thiếu gia, ngươi nói xem. Đổi lại là ngươi gặp phải người như cửu thiếu gia thì ngươi có giết không? Giết không? Thất thiếu gia khẽ gật đầu, cửu đệ của ta, quả thực không ra gì cả. Cửu thiếu gia, Diệp Huyên gật đầu, thất thiếu gia, tuy ta đã giết cửu thiếu gia, nhưng, ta không hề có ác ý với tông tộc. Tông tộc chính là đại tộc hiện nay, cho dù ta có 10 lá gan, ta cũng chẳng dám nhắm vào tông tộc. Nếu không phải cửu thiếu gia hiếp người quá đáng, Diệp Huyên ta làm gì muốn giết chứ? Thất thiếu gia thấp giọng thở dài, Diệp Huyên, ta cũng đồng tình với chuyện ngươi gặp phải, dù sao, cửu đệ kia của ta cũng không ra gì, trong tộc ta cũng muốn giết chết hắn rồi. Có lẽ ngươi không biết, trong tộc, ngoài nhị tỷ ta thì hắn không coi ai ra gì, hơn nữa, bình thường gặp mặt đều sỉ nhục ta, nói ta là đầu người não heo, là một tên bỏ đi. Nói đến đây, ánh mắt gã ta có chút căm hận, loài người này, chết không đáng tiếc. Diệp Huyên vội gật đầu, chết không đáng tiếc. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, lần này, trong tộc đã giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta đến giết ngươi, hơn nữa còn phải diệt 10 tộc ngươi. Diệp Huyên im lặng. Thất thiếu gia bỗng nói, ta vốn dĩ cũng là làm như vậy, nhưng, từ lúc này, ta cảm thấy con người ngươi rất thành thật, là một người không tệ, vì vậy, ta quyết định rộng lòng nhân từ, ta muốn đưa ngươi về tông tộc, đưa ngươi quay về. Ta có thể báo cáo, ngươi có thể tránh được họa diệt 10 tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, nếu ta cùng ngươi quay về, tông tộc sẽ giết ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyên im lặng. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, thực lực tông tộc ta, ngươi không thể tưởng tượng nổi, nếu ngươi không cùng ta quay về, vậy thì tông tộc ta nhất định sẽ giết sạch giới này và toàn bộ người có quan hệ với ngươi. Đến lúc đó, người chết không chỉ ngươi, mà còn có toàn bộ sinh linh của vũ trụ này. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta cũng ngươi quay về. Thất thiếu gia gật đầu, vậy đi thôi. Diệp Huyên cười nói, được. Nói đi là đi. Diệp Huyên cùng thất thiếu gia lập tức đến trong một vùng tinh không. Trong vùng tinh không này,
Diệp Huyên nhìn thấy 36 cao thủ thượng cổ thần cảnh. 36 người. Diệp Huyên lắc đầu cười, tông tộc này đúng là cậy quyền tư bản mà. Nhìn thấy Diệp Huyên, 36 người kia đều ngây người. Vẻ mặt Thất Thiếu gia bình tĩnh, đi thôi. Nói xong, mọi người lập tức bắt đầu xuyên qua thời không. Vốn dĩ, tông tộc cũng có truyền tống trận ở một vài vũ trụ, nhưng, nơi này các tông tộc quá xa, vì vậy, bọn họ phải xuyên một đoạn thời không trước. Trên đường, Thất Thiếu gia liếc nhìn Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhếch. Gã ta không giết Diệp Huyên, cũng xem như là tính toán cho bản thân. Cửu Thiếu gia đến tìm Diệp Huyên, không chỉ không tiêu diệt được Diệp Huyên, trái lại còn bị Diệp Huyên giết chết, mà gã ta có thể ba câu hai lời đưa Diệp Huyên về tông tộc, nhất định sẽ khiến tộc trương và các trưởng lão tông tộc xem trọng. Diệp Huyên ở bên cạnh khép hờ hai mắt. Sở dĩ hắn đồng ý đến tông tộc, đương nhiên là vì không muốn chiến trường xuất hiện ở vũ trụ chư thần, đánh ở đó, thì cả vũ trụ chư thần đều khó thoát khỏi tai họa. Vì vậy, hắn quyết định đi đến tông tộc. Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này đến tông tộc, sợ là phải chém chém giết giết rồi. Không thể không nói, hắn đã rất chán cái kiểu chém giết này rồi. Mọi người phát triển hòa bình không được sao? Nhưng đời người há lại có thể bình lặng mãi như vậy được sao? Thất Thiếu gia bỗng nói, Diệp công tử, người đang thở dài gì vậy? Diệp Huyên cười nói, ta sợ chết. Thất Thiếu gia chợt ngây người, sau đó cười lớn, Diệp công tử, con người ngươi đúng là thú vị, nếu không phải ngươi và ta là đối thủ, ta cũng nguyện ý kết giao bạn bè với ngươi rồi. Diệp Huyên, Thất Thiếu gia lắc đầu, đáng tiếc, ngươi giết chết người trong tộc ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện khác thì ta không dám cam đoan, nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, tông tộc ta tuyệt đối sẽ không giáng họa xuống vùng vũ trụ kia và người thân của ngươi. Diệp Huyên nhìn Thất Thiếu gia, cười nói, được. Thất Thiếu gia ngẩng đầu nhìn phía xa, hai mắt dần dần nhắm lại. Gã ta vốn không biết, lời này hôm nay của gã ta, sẽ mang đến những gì cho mình. Ngay lúc này, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, cô gái này vừa xuất hiện, một luồng sức mạnh kinh người lập tức bao phủ mọi người trong sân. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn cô gái mặc váy dài màu trắng, tóc dài xõa vai, ánh mắt thanh tịnh như nước. Trong tay cầm một cuốn sách cổ, nhìn thấy cô gái, Thất Thiếu gia chợt ngây người, sau đó gương mặt có chút khó coi, nhị tỷ. Nhị tiểu thư tông tộc, tông bạch nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, giao hắn cho ta. Thất Thiếu gia chợt sững người, sau đó thấp giọng nói, nhị tỷ, hắn là do ta, ừ. Tông bạch nhìn Thất Thiếu gia, người có vấn đề gì sao? Nghe vậy, sắc mặt Thất Thiếu gia lập tức thay đổi, gã ta vội nói, nhị tỷ. Ta không có vấn đề gì cả. Tông Bạch khẽ gật đầu, người quay về phục lệnh, cứ nói ta đưa hắn đi rồi. Đến lúc đó tự ta sẽ giải thích với mọi người. Thất Thiếu gia có chút chần chừ. Vẻ mặt Tông Bạch bình tĩnh, tiểu thất, ta nhớ, hình như đã lâu rồi ta chưa từng chỉ điểm cho ngươi. Chỉ bằng, bây giờ ta chỉ điểm. Thất Thiếu gia lập tức nói, không, tỷ tỷ, bây giờ ta quay về phục lệnh. Nói xong. Gã ta lập tức dẫn theo 36 người sau lưng biến mất nơi xa. Chạy cũng rất nhanh, Tông Bạch đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, đổi nơi nói chuyện chút. Diệp Huyên gật đầu, được, Tông Bạch vung tay phải, sau đó, hai người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại, hai người đã ở trên một đỉnh núi, từ vị trí chỗ hai người nhìn ra. Ở phía xa, núi liền núi, mãi đến cuối tầm mắt, đỉnh núi trùng điệp, mây trôi lững lờ, trông như tiên cảnh. Tông Bạch bỗng nói, với thực lực của Diệp công tử, giết bọn họ có lẽ cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp công tử lại muốn quay về tông tộc cùng bọn họ. Nói đến đây, nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có phải không muốn chiến trường ở vũ trụ chư thần, hay là muốn trực tiếp tiêu diệt tông tộc? Hoặc là, cả hai? Diệp Huyên cười nói, cô nương xưng hô thế nào? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, Tông Bạch. Diệp Huyên lắc đầu cười, Tông Bạch cô nương. Ta chẳng qua chỉ là thượng cổ thần cảnh, không hề lợi hại như ngươi nói, Tông Bạch lắc đầu, Diệp công tử, ngươi có lẽ còn lợi hại hơn ta nói nhiều. Diệp Huyên cười nói, Tông Bạch cô nương, ngươi đưa ta đến đây, là muốn nói chuyện cùng ta sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, ta là đến để ngăn cản ngươi đến tông tộc. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi đến tông tộc, thì phải định sinh tử, nếu tông tộc ta giết chết ngươi,
nhất định sẽ gánh họa lớn. Diệp Huyên im lặng. Tông Bạch lại nói, người tông tộc ta không điều tra được, nhất định là người thực lực mạnh hơn tông tộc ta rất nhiều. Lại nói, Diệp công tử có thể khiến bút đại đạo nghe thao thì có hai khả năng. Thứ nhất, Diệp công tử được bút đại đạo công nhận. Thứ hai, bút đại đạo bị ép đi theo Diệp công tử. Cho dù là nguyên nhân nào, đều không phải là thứ mà tông tộc ta nên dây vào. Một phân thân bút đại đạo, tông tộc ta đương nhiên không sợ, nhưng, bản thể bút đại đạo, thì đó không phải thứ tông tộc ta chống lại nổi. Mà nếu bút đại đạo bị ép đi theo Diệp công tử, vậy có nghĩa, người sau lưng Diệp công tử còn mạnh hơn bút đại đạo, tông tộc ta càng trêu chọc không nổi. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch, không nói gì, Tông Bạch quay đầu nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ta sinh ra trong tông tộc, nhưng ta là thân phận nữ nhi, vì vậy, ta không thể nhận chức vị truyền thừa gia tộc, đương nhiên, cũng vì nguyên nhân là ta chưa từng nghĩ đến vị trí đó. Lúc trước vốn ta đã rời đi, không muốn nhúng tay vào chuyện trong tộc, nhưng chung quy vẫn không buông được, dù sao, tông tộc sinh ra ta nuôi dưỡng ta, ta không thể vì bọn họ không cho ta làm tộc trưởng, mà oán hận bọn họ, đương nhiên, ta cũng biết, tông tộc hiện tại cũng như mặt trời ban trưa, căn bản sẽ không coi ai vào mắt. Nói rồi nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp công tử, tông tộc ta nắm giữ mấy trăm vũ trụ lớn nhỏ, sinh linh tồn tại dựa vào tông tộc ta, hơn mấy nghìn tỷ, bây giờ, tông tộc ta dại dột, phút chốc làm hạ mấy nghìn tỷ sinh linh, ta cả gan cầu xin, xin Diệp công tử cho ta thời gian, để ta hòa giải ân oán giữa Diệp công tử và tông tộc ta. Nói xong, nàng ấy khẽ thi lễ, Diệp Huyên im lặng, Tông Bạch lại nói, chuyện này, là do tông tộc ta sai, kiếp này. Là do tông tộc ta mà ra, nhưng nghìn vạn sinh linh kia không sai, người bên trên dại dột, cực khổ là vạn vật chúng sinh. Hôm nay, nếu Diệp công tử đến tông tộc ta nhất định bị tiêu diệt, toàn bộ chúng sinh bên dưới tông tộc ta cũng vạn kiếp không trở lại được. Nói rồi, nàng ấy lại thi lễ, mong Diệp công tử cho ta một cơ hội, cho tông tộc ta một cơ hội, cho vạn vật chúng sinh dưới tông tộc ta một cơ hội. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, có thể, Vừa nói xong, một luồng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Kiếm ý nhân gian này đâm thẳng vào tầng mây, thoáng chốc, cả tinh hà đều run sợ. Kiếm ý đạt đến thượng cổ thần cảnh. Không chỉ vậy, trong kiếm ý này còn có một loại kiếm ý khác. Thiện. Kiếm ý nhân gian, chứa đựng thiện đạo. Một thiện niệm, vạn thủy thiên sơn, kiếm ý đột phá. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, ánh mắt vừa bối rối vừa kiêng dè. Mặc dù kiếm ý này chỉ là thượng cổ thần cảnh nhưng uy lực của con bé lại khiến nàng ấy thấy hơi lo lắng. Diệp Huyên nhìn vào tinh không sâu thẳm, ánh mắt hơi phức tạp. Thiện. Người có thực lực càng mạnh, nếu có lòng lương thiện thì thật sự có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều sinh linh. Ngược lại, nếu người có thực lực càng mạnh nhưng lại muốn hành sự theo cảm xúc, đó là tai họa cho chúng sinh. Mà lúc nãy, thiện niệm của bản thân đã khiến kiếm ý của bản thân đột phá thêm lần nữa. Dù chưa ai từng biết ơn lòng lương thiện nhưng cũng đừng đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân, bởi một ngày nào đó, thứ đó sẽ mang lại quả ngọt. Diệp Huyên điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn sang Tông Bạch cô nương, người biết chừng mực lại có trí tuệ, tại sao tông tộc lại không để ngươi làm tộc trưởng? Tông Bạch lắc nhẹ đầu, làm thân con gái, nếu ta làm tông chủ thì bọn họ sợ tông tộc sẽ thành của hồi môn. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vì vậy ngươi đã từ bỏ sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên mỉm cười, nếu ngươi muốn xóa bỏ ân oán giữa ta và tông tộc, rất đơn giản thôi, ngươi phải là tộc trưởng tông tộc, bằng không mọi cách đều vô dụng. Bọn họ vẫn sẽ đến gây rắc rối cho ta, và ta vẫn sẽ giết bọn họ, cứ vậy, mâu thuẫn giữa ta và tông tộc sẽ càng lúc càng lớn. Tông Bạch im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi có tình cảm với gia tộc nhưng ngươi nên hiểu, thế hệ trẻ bây giờ của tông tộc không có ai ưu tú hơn ngươi, ngươi làm tộc trưởng. Có quyền lực thì mới có thể bảo vệ cho tông tộc tốt hơn. Tông Bạch im lặng một lúc rồi nói, xin lĩnh giáo. Diệp Huyên nhếch môi, thật ra, nếu Tông Bạch thật sự trở thành tộc trưởng, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu, dù sao có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nói, Diệp công tử, ta phải đến tiên cảnh một chuyến, người có muốn đi cùng không? Diệp Huyên hơi tò mò, tiên cảnh. Tông Bạch gật đầu, một nơi vô cùng thần bí, chỗ đó hiện tại là nơi nguy hiểm nhất được biết đến, tông tộc ta từng có hai cao thủ tổ thần cảnh vào đó nhưng không có ai ra lại. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đừng nói là ngươi muốn dụ ta vào bẫy đấy nhé.
Tông Bạch lắc đầu, ta sẽ không hại người đâu. Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, vì ta không hại chết được ngươi, dù cho có dùng hết toàn lực của tông tộc thì cũng không giết được Diệp công tử, đúng không? Diệp Huyên nhìn thẳng Tông Bạch, lẽ nào là vì ta có bút đại đạo trên người? Tông Bạch mỉm cười, không phải. Diệp Huyên tò mò, vậy thì là. Tông Bạch mỉm cười, nói, vì lúc Diệp công tử nhắc đến bút đại đạo rất thản nhiên như thể bút đại đạo không có gì lợi hại. Diệp Huyên im lặng, Tông Bạch mỉm cười, nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nàng ấy vừa dứt lời là lập tức vung tay áo. Thời không trước mặt bỗng rách ra, một giao lộ thời không xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyên nói, ta cùng ngươi đến tiên cảnh. Ngươi có thể đảm bảo tông tộc sẽ không đến vũ trụ chư thần gây rắc rối cho thư viện của ta không? Tông Bạch gật đầu, có thể, Diệp Huyên nhìn Tông Bạch và không nói gì. Tông Bạch cười nói, mặc dù ta không phải là tộc trưởng nhưng bây giờ ta là người thủ hộ của tông tộc, quyền lực chỉ thấp hơn tộc trưởng, ta có thể bảo bọn họ tạm thời không đến gây rắc rối cho ngươi. Diệp Huyên hỏi, ngộ nhớ bọn họ đến thì sao? Tông Bạch nói, ta giúp ngươi giết bọn họ. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch. Một lúc sau thì mỉm cười, nói, đi thôi. Nói xong, hai người biến mất trong đường hầm thời không. Tông tộc, bên trong điện, Thất Thiếu gia đứng cung kính, hai bên là các đại trưởng lão của tông tộc. Tộc trưởng Tông Thủ dẫn đầu bỗng nói, con bé đã đưa Diệp Huyên đi sao? Thất Thiếu gia gật đầu, Tông Thủ chau mày, con bé đưa Diệp Huyên đi làm gì? Thất Thiếu gia lắc đầu, không biết, Tông Thủ im lặng, lúc này, có trưởng lão đột nhiên lên tiếng, dù thế nào đi nữa. Tên Diệp Huyên đó cũng phải chết. Tông Thủ liếc nhìn trưởng lão đó, vậy ngươi đi giết à? Trưởng lão ngẩn người, mặc dù Tông Bạch là thế hệ trẻ nhưng địa vị của nàng ấy ở trong tộc chỉ thua mình tộc trưởng, kể cả thực lực cũng vậy. Cách đây rất lâu thì Tông Bạch đã là bán bộ tổ thần cảnh đỉnh phong rồi. Đáng sợ nhất là lúc đó nàng ấy đã có thể giao đấu với cao thủ tổ thần cảnh. Tông Thủ bỗng nói, phái người theo sát bọn họ, có bất cứ tình hình gì phải hồi báo ngay. Ông ta nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Mọi người bên trong điện cũng tản đi. Trong giao lộ thời không, Diệp Huyên và Tông Bạch di chuyển rất nhanh. Diệp Huyên bỗng nhìn sang quyển sách cổ trong tay Tông Bạch. Tông Bạch cô nương, đấy là sách gì vậy? Tông Bạch mỉm cười, sách liên quan đến phương diện cảnh giới được tần quan cô nương viết. Diệp Huyên mỉm cười, nói, theo ta được biết thì hình như các ngươi còn muốn nuốt chửng tiên bảo các đúng không? Tông Bạch im lặng. Diệp Huyên khẽ nói, các người biết gì về tần quan không? Tông Bạch lắc đầu, biết không nhiều. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, biết không nhiều mà các người dám nhằm vào tiên bảo các. Tông Bạch cô nương, ta nói người nghe, giờ họ chưa liên hệ được với tần quan cô nương, một khi họ liên hệ được với nàng ấy thì e rằng tông tộc sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Tông Bạch quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử thân với tần các chủ lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, bạn của ta. Tông Bạch ngẩng đầu nhìn về phía xa rồi khẽ nói, năm xưa, lúc người trong tộc muốn nhắm vào tiên bảo các, ta đã từng có ý khiến nhưng bọn họ không nghe. Vị tần các chủ này hiểu biết rộng, là người hiếm có. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nàng ấy không chỉ đơn giản là người hiểu biết rộng mà thực lực của nàng ấy còn vô cùng đáng sợ. Tông Bạch cô nương, nói thật, e rằng việc ngươi muốn cứu tông tộc của mình sẽ rất khó, đặc biệt là trước đó tông tộc của ngươi còn từng tấn công tiên bảo các. Ta biết tính khí của tần quan cô nương, nhất định nàng ấy sẽ không bỏ qua cho tông tộc các ngươi. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên muốn nói nhưng rồi lại thôi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi đừng nhìn ta, tần quan cô nương rất có chủ kiến, ta không giảng hòa được đâu, trừ khi. Hắn nói đến đây thì đột nhiên không nói nữa, Tông Bạch vội hỏi, trừ khi cái gì? Diệp Huyên lắc đầu, Tông Bạch cô nương, ngươi bỏ sót một vấn đề, bây giờ tông tộc chỉ có một mình ngươi muốn thay đổi tộc mình. Còn những người còn lại thì đều đang đứng bên bờ vực thẳm. Nếu muốn thay đổi tông tộc, chỉ có một cách là trở thành tộc trưởng, cứu vớt gia tộc. Nếu không thì bây giờ ngươi có làm gì cũng là vô nghĩa, vì ngươi không phải là tộc trưởng tông tộc, hiểu không? Tông Bạch gật đầu, hiểu chứ. Lần này ta đến tiên cảnh là để tìm một vị tiền bối trước đây của tông tộc, ta phải có được sự ủng hộ của ông ấy. Có ông ấy ủng hộ thì ta sẽ có thể trở thành tộc trưởng mà không cần phải đầu rơi máu chảy. Diệp Huyên gật đầu, vậy rốt cuộc tiên cảnh là nơi thế nào? Tông Bạch khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy ngươi không sợ một đi không trở lại sao? Tông Bạch nói, sợ. Diệp Huyên thắc mắc, vậy mà ngươi vẫn đi. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, vì sợ nên mới dắt ngươi theo.
Diệp Huyên tối sầm mặt, Tông Bạch nghiêm túc nói, ta nghĩ nếu người đi cùng ta thì chắc chúng ta sẽ có thể sống sót quay ra lại, đúng không? Diệp Huyên hạ giọng nói, người dựa vào đâu mà nghĩ như vậy? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, ta cảm thấy không có ai có thể giết ngươi, ít ra ở vũ trụ này là thế. Diệp Huyên hơi thắc mắc, sao ngươi lại tin tưởng ta đến thế? Lẽ nào chỉ vì những suy đoán lúc nãy của ngươi? Tông Bạch hỏi ngược lại, có người giết được ngươi sao? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, có điều đều là người của ta. Bút đại đạo, Tông Bạch nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta nói thật. Tông Bạch gật đầu, ta tin. Diệp Huyên hơi ngây ra, sau đó nói, tin thật sao? Tông Bạch gật đầu, đương nhiên, ngươi không có lý do gì gạt ta, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu cười, thật hiếm có, lần đầu tiên hắn nói thật mà có người tin. Ánh mắt Tông Bạch thoáng vẻ lo lắng, với thực lực bây giờ của Tông Tộc đúng là có rất ít đối thủ nhưng Tông Tộc lại muốn tìm đường chết, chọc giận đến hai người không sợ Tông Tộc. Ây, Tông Bạch thở dài, giống nàng ấy muốn thay đổi Tổng Tộc, cứu lấy Tộc, chỉ có cách trở thành Tộc trưởng, mà chỉ có trở thành Tộc trưởng thì mới có thể thay đổi được tất cả. Tông Bạch nghĩ đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, tăng tốc. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch, tại sao Tông Tộc này lại không giống với nhà mình? Tông Tộc trọng nam khinh nữ còn nhà mình thì lại trọng nữ khinh nam, Diệp Huyên lắc đầu, thở dài, tạo nghiệp mà. Chính vào lúc đó, Tông Bạch đột ngột nói, sắp đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt có một cơn lốc màu trắng. Diệp Huyên tò mò, Tông Bạch cô nương, rốt cuộc tiên cảnh là một nơi như thế nào? Tông Bạch lắc nhẹ đầu, là một hơi vô cùng thần bí, cụ thể đó là nơi như thế nào thì ta không biết. Ta chỉ biết tiên tổ của ta từng vào trong và không thấy quay ra nữa. Nàng ấy vừa nói vừa nhìn Diệp Huyên, hỏi, ngươi sợ không? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi biết ta có một biệt danh không? Tông Bạch tò mò hỏi, biệt danh gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, sát thủ truyền thừa. Tông Bạch, hai người họ càng lúc càng áp sát vòng xoáy trắng. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cảm thấy bất an trong lòng, hắn chau mày, bút huynh, trong đó rất nguy hiểm đúng không? Bút đại đạo nói, cái này phải xem ngươi nhìn nhận ra sao rồi. Diệp Huyên thắc mắc, ý gì cơ? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, nếu bảo là chết thì chắc sẽ không nhưng. Diệp Huyên tò mò, nhưng thế nào? Bút đại đạo bình thản nói, nhưng có thể ngươi sẽ bị đánh rất thê thảm. Diệp Huyên hơi ngớ người, sau đó mỉm cười, nói, không đâu. Bút đại đạo nói, đừng quá tự tin. Diệp Huyên nhìn về vòng xoáy trắng càng lúc càng tiến lại gần. Mỉm cười, nếu ta biến thành đệ đệ lần nữa, bị đánh cho thân tàn ma dại lần nữa, ta sẽ nhận tiểu tháp làm chủ. Tiểu tháp liền nói, thật sao? Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe tiểu tháp nói vậy, vẻ mặt liền lạnh tanh. Tên này muốn làm phản à? Xem ra phải tìm cơ hội dạy dỗ tên này một trận để tránh việc sau này tạo phản. Lúc này, tiểu tháp do dự một lúc rồi nói, tiểu chủ, ta đùa thôi. Diệp Huyên mỉm cười, nói tiểu tháp. Nói chứ đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi đã có gì thay đổi nữa. Tiểu tháp im lặng, Diệp Huyên hơi tò mò, sao hả? Tiểu tháp thở dài, tiểu chủ, ta phải khiêm tốn, trước đây vì ta nói nhiều quá, nên sau đó. Nó nói đến đây thì không nói tiếp nữa, Diệp Huyên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lúc này bỗng có một vùng sáng trắng xuất hiện trước mặt hắn và Tông Bạch. Một tiếng vang lớn vọng lên bên tai, sau đó cả hai cùng xuất hiện ở một nơi hoang vu. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, lúc này, hắn và Tông Bạch đang ở trung tâm của một nơi hoang vu, bốn bề đều là tường gạch đổ nát, mây đen dày cộm lơ đãng trên đỉnh đầu, vô cùng ức chế. Chân trời phía xa còn có tàn kiếm bay lượn, kiếm, Diệp Huyên chau mày, lẽ nào chỗ này từng là một môn phái kiếm tu? Hắn dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột quay đầu, ở cách đó hơn mấy trăm trượng có một tấm bia đá lớn khoảng trăm trượng, trên tấm bia đá có cắm một thanh kiếm. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm, kiếm dài bốn tấc, rộng bằng hai ngón tay, đen thui từ đầu đến cuối. Lúc này, Tông Bạch đột nhiên nói, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về tấm bia đá phía xa mà nói, chúng ta qua đó xem thử. Tông Bạch gật đầu, hai người đi về phía tấm bia đá, Diệp Huyên quan sát xung quanh, dường như phát hiện ra gì đó, đôi mắt híp lại, ngón cái của tay trái nắm chặt lấy kiếm thanh huyên. Tay phải của Tông Bạch cũng từ từ nắm chặt lại. Hai người nhanh chóng tiến đến trước tấm bia đá. Diệp Huyên nhìn về tấm bia đá, trên tấm bia đá có ba chữ lớn, Ma Kiếm Tông. Ma Kiếm Tông, Diệp Huyên khẽ nói, là một môn phái kiếm tu.
cũng lâu rồi hắn chưa gặp môn phái kiếm tu nào. Tông Bạch khẽ nói, nhất định chỗ này từng diễn ra một trận đánh lớn. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên thanh kiếm màu đen trên đầu tấm bia đá rồi xòe tay ra, đến đây. Thanh kiếm đen vẫn im lìm, không có phản ứng, Diệp Huyên ngây ra, sau đó xoay nhẹ tay phải, đến đây. Thanh kiếm đen vẫn không động đậy. Diệp Huyên giật nhẹ khóe môi, thứ gì thế? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Diệp Huyên hơi đỏ mặt, đột ngột biến mất, sau đó hắn xuất hiện trước thanh kiếm đen. Hắn quan sát thanh kiếm đen rồi nhíu mày không nhìn ra được thanh kiếm này có điểm gì phi thường. Diệp Huyên vươn tay nắm lấy thanh kiếm đen. Diệp Huyên vừa nắm được, trong mắt chợt co lại, lập tức tối sầm, cơ thể toát ra một luồng khí đen, nhục thân bắt đầu thối rữa. Diệp Huyên hoảng sợ, vội khởi động chiến giáp. Quỳnh, chiến giáp vừa xuất hiện, luồng khí đen lập tức bị cản lại, nhưng Diệp Huyên lại kinh ngạc phát hiện bên trong cơ thể mình vẫn đang bị thối rữa. Chiến giáp chỉ cản được bên ngoài, không phải bên trong. Diệp Huyên vội chấn tỉnh lại, huy động huyết mạch chi lực. Máu trong cơ thể Diệp Huyên lập tức nóng lên, huyết mạch chi lực đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, theo sau đó, luồng khí đen trong cơ thể cũng từ từ được khống chế. Diệp Huyên thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này, thanh kiếm đen bất chợt rung mạnh lên, thoát ra khỏi tay Diệp Huyên, nhằm về giữa trán hắn. Diệp Huyên không né tránh, mặc cho nó đâm thẳng vào giữa trán. Vào giây phút thanh kiếm đen sắp đâm vào giữa ấn đường, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Là Tông Bạch, ánh mắt Tông Bạch đầy tia giận dữ, nàng ấy ném thanh kiếm đen, sau đó tránh qua một bên, lúc thanh kiếm tuột khỏi tay thì bàn tay phải cũng bị cắt đứt làm hai. Sau khi bị vứt đi, thanh kiếm đen đột ngột bay ngược lại, đâm vào giữa trán Tông Bạch nheo hai mắt lại, đang định ra tay thì đột nhiên có một luồng kiếm quang chém lên thanh kiếm đó, Một vùng kiếm quang nổ tung, hai thanh kiếm đồng loạt văng ra. Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Tông Bạch nhìn thanh kiếm đen ở phía xa, vẻ mặt nặng trĩu, thanh kiếm này đáng sợ thật. Diệp Huyên liếc nhìn bàn tay bị chém đứt của Tông Bạch rồi nói, trị thương trước đã. Tông Bạch gật nhẹ đầu. Nàng ấy uống một viên thuốc nhưng vốn không có tác dụng gì. Không chỉ có vậy, nàng ấy còn kinh ngạc phát hiện ra, bàn tay nàng ấy đang dần bị thổi giữa. Tông Bạch thấy vậy thì chau mày, chuyện này. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nắm lấy cánh tay Tông Bạch, sau đó, một luồng huyết mạch chi lực được truyền vào trong cánh tay Tông Bạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 211.